ca, em cảm thấy bất hạnh trên đàm Vĩnh Hưng quá đại ca. Sao vậy? Anh đàm mà nghe thằng này hát chắc tự tử chết luôn á. Ôi vui. Làm việc mau lẹ, chị tích chút. Cái này chị tích. Dạ, cảm ơn. Giờ chỉ có công việc. Anh chị tích. Wow. Thật ra chơi hàng lạ hả? Cái này đã đại ca. Đọc rãi. Vừa say nói em á, trộn mắt nha đại ca. Được á. Rồi xong. Chắc là có sự nhầm lẫn rồi đó. Đại ca. Nhầm lẫn đó. Mày nhẫn mặt với anh em tao hơi nhiều nghe chứ mày. Hi. Chào mấy chị nha. Anh. Chào Mimi. Chào chị Hương Nguyên nha. Chào Cường Hồng. Chia sẻ nhiều. Mấy chị ơi, chị nào lên rồi nhớ chấm một chấm và chia sẻ live stream giúp em nha mấy chị. Chị nào lên rồi nhớ chia sẻ live stream ha mấy chị ha. Chào lại thì Trung Hiếu nè. Chào Kiều Phụng nè. Nhớ chia sẻ cho em ít nhất 2 lần trang cá nhân mấy chị nha. Nhớ chia sẻ ít nhất 2 lần trang cá nhân và 5 lần hội nhóm giúp em nha mấy chị. Để mình nhận quà đồ like nha mấy chị nha. Hôm nay cuối tuần mình thức khuya một chút mấy chị nha. Hôm nay cuối tuần mình thức khuya một xíu ha. Mấy chị thấy rõ không ạ? Mấy chị ơi có thấy rõ không ạ? Để em lau camera nhé. Rõ không mấy chị? Say hello, chào chị Hồng Y Phú. Mấy cái hộp màu hồng sau lưng là cái gì vậy chị? Cọc màu hồng sau lưng là gì ta? Cọc màu hồng sau lưng. À cái này hả? Quần chip. Quần chip nha chị nha. Không có nhóm hả? Tham gia nhóm đi mấy chị. Mấy chị tham gia nhóm đi ha. Rồi chị nào mà lên rồi nhớ chia sẻ like giúp em. Chị nào mà đã chia sẻ nhớ là ấn là đã chia sẻ giúp em nha mấy chị ơi. Lên khoảng 100 view em bắt đầu tặng quà mấy chị ha. Lên khoảng 100 view bắt đầu tặng quà nha. Chào chị Thúy Nguyễn nè. Chào Trần Ngọc nè. Chào chị Hồng My Phú nè. Chào tất cả mọi người nè. Chị nào lên rồi nhớ là đã chia sẻ giúp em nha. Nhớ là chia sẻ live stream liền giúp em như một thói quen. Và ấn là đã chia sẻ nha mấy chị. Hôm nay có đầm len siêu xuất sắc luôn. Đầm len rất là đẹp nha. Hình như hôm nay chẳng có ai nhận được thông báo không mấy chị. Hình như hôm nay Facebook nó chẳng có thông báo ai luôn á. Hôm nay em lên live có chị nào nhận được thông báo á thì báo em biết nha. Chẳng chia sẻ mất rồi chị, Hồng Mimi chia sẻ cho ai mà để chẳng với Hồng Mimi. Rồi chào chị Hiền Vinh nè. Chia sẻ bàn tay mấy chị ơi, chia sẻ lên 100 em bắt đầu tặng quà mấy chị ha. Mấy chị chia sẻ lên 100 em bắt đầu tặng quà nha. Đã chia sẻ, chị Hồng Mỹ Phú cũng đã chia sẻ nè. Nhớ chia sẻ cho em ít nhất 2 lần trang cá nhân. Và chia sẻ giúp em lên 5 lần lên hội nhóm nha mấy chị, chế độ công khai nha. Rồi, chào mấy chị Hiếu ha. Chào chị Du Miên nè. Chị nào chia sẻ rồi nhớ điểm danh là đã chia sẻ giúp em nha. Có áo len không chị? Có áo len hả? Áo len thì ngày mai nha chị ơi. Tối nay có đầm len nè. Và có đầm đi chơi để đi Giáng sinh rồi mình đi ăn Tết nha. Chào chị Chanh Trà. Chị nào chia sẻ điểm danh đã chia sẻ giúp em nha. Không cần quà chia sẻ nhiều toàn đẩy ra là sao ta? Ai chia sẻ nhiều toàn bị đẩy ra ha, chia sẻ từ từ thôi.
chia sẻ từ từ thôi nha. Hỏng đồ mà chưa nhận được, chị Hai Trân chưa nhận được đồ. Đã chia sẻ nè. Rồi chế nào chia sẻ rồi ấn là đã chia sẻ để em biết đường em tặng quà mấy chị ha. Chế nào chia sẻ rồi nhớ ấn là đã chia sẻ để em tặng quà nha mấy chị nha. Đây để em biết em tặng quà nè. Rồi lên món quà đầu tiên nha mấy chị. Lên một món quà đầu tiên tặng cho mấy chế nha. Đây một món quà đầu tiên. Em lên một em quà đầu tiên xinh xắn, dễ thương đi. Là lên một cái set này ha mấy chị ha. Lên một cái set rất là dễ thương nha. Một cái set công sở. Một cái set công sở size M cho mấy dài nha mấy chị nha, cho mấy dài. Và em áo sơ mi màu trắng. Chị nào muốn nhận em này comment liền cho em nè. Sao camera mờ với em, mỗi vòng mờ hay em chùi rồi mà nó vòng mờ hả ta. Mấy chị ơi có mờ không mấy chị? Có mờ báo giúp em biết nha. Mới lau camera rồi mà nó vẫn còn mờ nè. Chị mới, chị mời chị Phương Nguyên xem rồi đó. Rồi để em lau camera lại lần nữa nha. Rồi đỡ mờ hơn chứ mấy chị ơi, đỡ mờ hơn chưa? Cái đầm chị mặc còn không còn nha Nguyễn Ngọc ơi. Cái đầm chị mặc là đầm len ha. Đây là đầm len nha, ấm áp dễ thương cực kỳ luôn. Chất len mềm mịn vô cùng nha. Đó, hôm nay có số lượng luôn mấy chị yên tâm. Đây có số lượng nha. Mờ lắm hả bong bong? Hết mờ chứ chị, để em kiểm tra mạng coi. Để kiểm tra mạng cái ha. Ồ mê khóc. Rồi, hết mờ cho mấy chị ơi. Hết mờ chưa? Hết mờ rồi đúng không? Đã đổi mạng rồi ha. Hồi nãy đang xài cái mạng trên lầu cho nên nó hơi yếu một chút, nó mờ. Đổi mạng rồi ha. Hết rồi, ok, hết rồi. Rồi em tặng quà đến chị, tặng quà nha. Rồi, chị nào ơn cái set này comment liền cho em, comment mà tặng quà này. Nhớ là chia sẻ ít nhất 2 lần trang cá nhân giúp em. Và chia sẻ ít nhất là 5 lần hồi nhỏ giúp em để nhận quà nha. Hết mờ rồi đúng không? Ok, mặn mặn rồi đúng không mấy chị? Rồi bây giờ em đọc nè mấy chị ơi, đọc chuẩn bị comment lên nhận quà nha. Mấy chị comment cho em mà của nó là mà 8005. Comment mà 8005 kèm số điện thoại giúp em nha. Ở trên em không like Hoàng Hảo ơi. 8005 kèm số điện thoại giúp em nha mấy chị ơi. Mừng quá chú Giang nhắc chị thôi à. Chú Giang mời mấy chị vô, mấy chị Bi mới biết nha. Rồi comment liền cho em 8005 kèm số điện thoại nhận quà nha. Em này tầm yêu 72 độ về mấy chị ơi, nhận quà nha. Một set rất là xinh đẹp, một set công sở, áo sơ mi von, áo von và một chân váy ôm, một cái chân váy ôm dài ha. Comment mà 8005 kèm số điện thoại giúp em nè. 8005 kèm số điện thoại giúp em ha. Chị tặng cho người comment lên thứ 11 nha mấy chị. Hôm nay em tặng cho người comment may mắn lên thứ 11 nha. Chị Hoàng Trần là 1, Xem Môn Lê 2, Nguyễn Xem Môn Lê 2, Chanh Trà 3, Phong Trần 4, Bùi Thu Trang 5, Thúy Tân Nguyễn là 6, Thảo Thanh 7, Anh Chim To 8, Trân Trân 9, Xem Môn Lê 10, và Chế Nguyễn thì Tú Trinh là người thứ 11. Chế Nguyễn thì Tú Trinh ha. Chị Nguyễn thì Tú Trinh được nhận phần quà rất là xinh đẹp này nha. Nguyễn thì Tú Trinh nè. Nhớ kèm đơn dùm em để nhận quà nha chứ ơi. Nhớ là quà kèm đơn giúp em nha. Comment thứ 11 đây. Đây 11 là chị Nguyễn thì Tú Trinh. Chúc mừng chị Nguyễn thì Tú Trinh nha. Chúc mừng chị Nguyễn thì Tú Trinh. Tặng cho chị Nguyễn thì Tú Trinh nè. Rồi Nguyễn thì Tú Trinh món quà đầu tiên mấy chị ha. Mấy chị tiếp tục chia sẻ livestream lên đi. Em tặng quà nhiều lắm nha. Tặng tiếp một món nữa nha mấy chị nha. Tặng em áo sơ mi ha. Tặng em áo sơ mi chanh eo rất là dễ thương nha. Đây em áo sơ mi chanh eo. Hôm nay em cũng có phần quà dành cho chế chia sẻ duy nhất nha. Ngày hôm nay em mắc đi ra ngoài cho nên em hơi bận á. Đồng hồ về lại không chị Nguyễn An. Về mẫu khác thôi. Trời ơi em may mắn quá. Và Tú Trinh mà đúng. Và trúng quà mà. Trời ơi em may mắn quá. Rồi tiếp nha mấy chị ơi. Tặng em áo sơ mi chanh eo ha mấy chị ha. Chị nào mà muốn sở hữu em này comment liền cho em. Ai kiểm tra Tú Trinh giúp em chia sẻ 2 lần hội nhóm chưa? 2 lần trang cá nhân chưa? Chia sẻ ít nhất 2 lần trang cá nhân cho em. Em thấy tất cả mọi người, mọi người ơi, mọi người comment cho em nè. Kiểm tra chị Nguyễn thì Tú Trinh.
đã chia sẻ hai lần vào nhóm chưa để em tặng quà. Rồi, mấy chị comment liền cho em nhận em áo Chanel này, comment liền cho em mã của nó là mã 3000. 3000 kèm số điện thoại giúp em mấy chị ha. 3000. Của Nguyễn Tú Trinh chia sẻ cho cá nhân hả? Trinh ơi Trinh, trúng mà cho chia sẻ bơi, lấy lại quà nha cho người khác nha. Người tiếp theo là Thủy Thủy. Chắc cá nhân không có gì hết. Chắc là chia sẻ chứ đâu. Bạn bè. Bạn bè đang là bạn bè. Đang là bạn bè mà cũng không thấy luôn. Tú Trinh chưa chia sẻ trang cá nhân nha Tú Trinh ơi. Bỏ Tú Trinh bị lấy lại quà rồi tặng cho Thủy Thủy nha. Thủy Thủy là 5677, đuôi 5677. Thủy Thủy 5677. Tặng cho Thủy Thủy nè. Để em kiểm tra Thủy Thủy ra ha. Thủy Thủy mà chưa chia sẻ là cũng chưa được nhận quà nha. Ủa em chia sẻ rồi chưa có bà ơi. Đây đây anh để lướt bà Tú Trinh vô cho bà xem. Trên trang cá nhân Tú Trinh chưa chia sẻ nha Tú Trinh ơi. Bắt buộc phải chia sẻ hai lần trang cá nhân mà. Bắt buộc phải chia sẻ hai lần trang cá nhân nha mấy chị ơi. Bắt buộc phải chia sẻ hai lần trang cá nhân nha. Mấy chị ơi chia sẻ đi. Chia sẻ bàn tay giúp em nào. Chia sẻ bàn tay nhận quà nha. Thì cũng chưa chia sẻ trang cá nhân luôn. Thủy Thủy chưa chia sẻ cho cá nhân. Tú Trinh mới chia sẻ vừa mới xong luôn. Tú Trinh chia sẻ vừa mới xong không được nhận quà đâu nha. Phải chia sẻ cái lúc mà chị gào thét chứ. Đây nè. Mới chia sẻ cách đây có 1 phút thôi ha. Vừa mới chia sẻ tức thì luôn. Đây vừa xong rồi nè. Vừa mới chia sẻ tức thì luôn ha. Thủy Thủy cũng chưa chia sẻ luôn. Tặng cho người tiếp theo dùm em đi. Tặng cho người tiếp theo. Em mau rồi. Ao qua rồi. Rồi. Mà 3000 đúng không? Tặng cho người comment mà 3000 nè. Mà 3000 giúp em nè. 3000 ha. 3000 tặng cho người comment thứ 5 đi cho nhanh nha. Người comment lên thứ 5. 3000 người comment lên thứ 5 nha mấy chị. Em tặng người 3000 trước ha, còn người kia tính sau nha. Mà 3000 nè. Chị Thảo Thanh 1 nè, Đao Sam 2 nè, chị Bùi Thu Trang 3, Thanh Hòa 4 nè, chị Nhi Eli là người thứ 5 nha. Nhi Eli được tặng ha. Nhi Eli được tặng áo Chanel nha. Nhi Eli được tặng áo Chanel nè. Nhi Eli được tặng áo Chanel ha. Tặng nè, Nhi Eli được tặng áo Chanel nè. Tú Trinh chia sẻ rồi. Tú Trinh mới chia sẻ nên tí là Tú Trinh mới được dành quà thứ hai nha. Tú Trinh được dành lại nha, còn món quà hồi này chưa thuộc về Tú Trinh ha. Rồi mấy chị comment em tặng là cái món của Tú Trinh nha. Tặng là cái món Tú Trinh. Mấy chị comment cho em mã của nó là mã 6000 đi. Comment mã 6000 kèm số điện thoại cho em đi. Mã 6000 nha để em tặng lại món đó ha. Nhớ là chia sẻ hai lần trang cá nhân của em mới được tặng nha mấy chị nha. Nhi Eli chia sẻ luôn rồi đúng không? Nhi Eli chia sẻ chưa? Kiểm tra Nhi Eli cho em luôn. Rồi. Mà cho em mà 6000 đi mấy chị, 6000 giúp em nha, tặng lại món của Tú Trinh ha. Tú Trinh bây giờ được tham gia lại từ đầu nha Tú Trinh ơi. Tú Trinh bây giờ được tham gia lại từ đầu nha. Tại vì Tú Trinh không có chia sẻ ngay từ đầu á, mà Tú Trinh nhận được quà rồi Tú Trinh mới chia sẻ cho nên chị không có tính ha. Rồi, 6000 cho em nè, 6000 tặng cho người thứ 7 đi. Em đếm lại nha, tặng người thứ 7 nè. Nhớ là cho em hai bắt buộc hai lần trang cá nhân và 5 lần hội nhóm giúp em nha. Rồi, số 7. Người comment thứ 7 nha, Ngọc Yếm 1, Đào Sam 2, Tuyết Loan 3, Kiều Phụng 4, Bùi Thu Trang 5. Chị Hồng Y Phú hả? Hồng Y Phú sao mà vừa ta? Hồng Y Phú là người comment thứ 5. Ủa Hồng Y Phú mới thứ 6 à? Chị Mina là người thứ 7. Người thứ 7 là Mina ha? Người thứ 7 là Mina, kiểm tra Mina giúp em này. Kiểm tra Mina giúp em ha? Người thứ 7 là Mina nha, kiểm tra Mina giúp em. Chị Nhi Eli ấy là người comment chính xác rồi ha. Ông quên nha, người đã chia sẻ ha. Hơi rối rồi đó nha. Đầu like chơi game hơi bị rối rồi nha mấy chơi. Rồi. Rồi em vô đồ nha chị, em lên đồ nhá. Lên đồ ha mấy chị ha. Lên đồ nha các tình yêu ơi. Lên đồ đi.
tặng quà quỳ rối nào quá tí tặng món khác giống chị, tí tặng nữa nha. Tí em tặng tí bao giờ lên đồ rồi nha. Lên đầm len đi, lên màu em đang mặc đi. Tặng hồi đau đầu luôn mấy chị. Rồi, màu em đang mặc nha mấy chị ơi, em để xa đứng cho mấy chị xem dáng nha. Rồi màu đầm len em đang mặc này. Màu trắng rất là dễ thương ha. Chất dày dặn cực kỳ đẹp luôn. Đó, cực kỳ xinh như thế này nha mấy chị. Cực kỳ đẹp luôn ha. Rồi chị nào ưng màu em đang mặc comment cho em mã 1 đi mấy chị ơi, mã 1 kèm số điện thoại nha. Mã 1 kèm số điện thoại cho em. Đầm len 89.000 một chiếc ha mấy chị. Đầm dày dặn rất là đã luôn, mặc rất là đẹp ha, 89.000 mấy chị ha. Chị nào mua từ 2 sản phẩm trở lên được giá 85.000 nha mấy chị. Mua 2 sản phẩm trở lên, tức là mua 2 cái đầm mới được giá 85k, còn một cái là giá 89k ha. Một cái giá 89k. Chị nào cho em một comment để em ghim lại ha mấy chị. Đi đơn đúng rồi, đi đơn rồi nha. Sáng nay em gọi là đi đơn rồi nha. Thanh Hòa chỉ có một kết quả. Like hôm qua là Thanh Hòa chia sẻ nhiều nhất rồi. Like hôm qua là Thanh Hòa chia sẻ nhiều nhất nha, 99 lần. Like hôm qua là chị Thanh Hòa chia sẻ nhiều nhất 99 lần ha. Mã 1, em chốt mã 1 nè. Chị nào comment giá giùm em với mấy chị 89.000 và 85.000 khi mua từ hai em nha mấy chị nha. Rồi mã 1 em chốt cho Nguyễn Ngọc một chiếc nè. Mã 1 cho Nguyễn Ngọc một chiếc nè. Hay thế. Mã 1 cho Nguyễn Ngọc nè. Mã 1 cho chị Hiền Vinh nè. Mã 1 cho Hiền Vinh ha. Rồi mã 1 cái em đang mặc. Chốt 909. Còn một cái nữa em chốt. Mã 1 nữa chốt cho ai đây? Cho chị. Ok, cảm ơn xem bông lê nha. Rồi cảm ơn xem bông lê ghim giá nha. 89 với 95. Hai em được 95, một em 89. Rồi lên tiếp nha mấy tình yêu ơi. Rồi lên cái đầm hồng xinh xắn này đi. Mấy chị xe like giúp em đi mấy chị ơi. Xe like mạnh tay vô mấy chị ơi. Xe nhiệt tình vô giúp em nha. Xe like nhiệt tình vô giúp em nha mấy tình yêu ơi. Rồi cái đầm này đầm ôm cổ tim. Thích hợp cho chế nào 40 cân đổ lên và 54 cân đổ về mấy chị ha. 54 cân đổ về và 40 cân đổ lên nha. Một cái đầm len ôm cực kỳ đẹp, dài qua gối. Mùa đông không lạnh mà cực kỳ ấm áp mấy chị ha. Đặc biệt là nó có xẻ tài như thế này nha. Chị đã ưng hồng chốt mã hồng giúp em nha. Chị đã ưng mẫu hồng này chốt mã hồng giúp em ha. Mã hồng 55 cân đổ về cũng ok luôn, nhưng mà phải 1m6 nha mấy chị nha. Rồi mã hồng cho em này, chốt mã hồng này. Mã hồng nhanh tay giúp em ha mấy chị. Chúng ta bao nhiêu lượt chia sẻ rồi ha. Mấy 292 lượt chia sẻ thôi. Mấy chị ơi tiếp tục chia sẻ bằng tay giúp em nha. Cái đó để qua một bên tí nữa sau. Offline em coi lại. Rồi nên đọc Mina vậy hả? Ừ. Của em ghim giá mấy chị không thấy hả ta? Mấy chị ơi em ghim giá mấy chị thấy được không ạ? À? Em ghim giá mấy chị thấy được không? Thấy không anh? Sao bên này bên máy này không thấy nè? Có đầm 58kg luôn nha mấy chị, có đầm 58kg luôn. Mấy chị ơi xe like mạnh tay giúp em nha. Mấy có 200 mấy lượt chia sẻ à? Không ạ, à, Kiều Phụng không thấy ghim giá kìa. Ghim rồi, bà Sen ơi, tôi thấy ghim rồi mà. Để bỏ ra ghim lại ha. Ghim rồi, để ghim lại nha mấy chị ơi, đợi một xíu ghim lại nha. Rồi mấy chị thấy được chưa ạ? Thấy được chưa? Ok, thấy giá rồi đúng không? Ok, em lên nha, chị lấy hồng, chút mà hồng giúp em nè. Chị nào ưng màu hồng thì chút mà hồng giúp em nha. Mà hồng 40 đến 55 cân mấy chị ha. Mà hồng 40 tới 55 cân này, chị nào lấy hồng chút mà hồng giúp em nha. Rồi mà hồng đầu tiên này chốt chai đây. Mà hồng đầu tiên chốt chai cực kỳ đẹp mấy chị. Vải len cực kỳ đẹp, mặc cực kỳ ấm, cực kỳ dễ thương luôn. Mùa này mà chốt hồng là nhất rồi mấy chị ha. Mùa này chốt cái mã này là nhất luôn á. Rồi, hồng thấy rồi hả? Ok, hồng đầu tiên cho bà Yumi nè. Hồng thứ hai cho bà Yumi luôn nè. Rồi chị nào lấy hồng chốt hồng giúp em nha. Chốt mà hồng giúp em. Comment nhiệt tình mấy chị ơi, comment nhanh tay mặt tay nhiệt tình vô nhé. Đầm len hôm nay siêu đẹp luôn. Đầm len hôm nay siêu đẹp hả mấy chị ha. Rồi chốt hồng mặt tay giúp em nha. Thấy rồi, ok. Hồng cho chị Nguyễn Thị Mỹ Nhiên. Hồng cho Nguyễn Thị Mỹ Nhiên nữa ha. Rồi một cái hồng nữa cho Nguyễn Thị Mỹ Nhiên. Một hồng nữa cho Nguyễn Thị Mỹ Nhiên này. Rồi xe like nhiệt tình giúp em. Anh ơi, không ghi được tí quên bây giờ. Không ghi tí quên bây giờ kìa.
Rồi Hồng, Hồng cho Nguyễn thì mình nhiên nè. Rồi Hồng. Rồi tiếp theo cái tình yêu ơi. Không thấy không, không thấy mặt không đó nữa. Quay mặt này. Chào này em phải đi nhắc mấy chị thôi chứ thấy tình hình không ổn lắm. Facebook dạo này nó không thông báo quá mấy chị. Không tốt cho ai. Hồng cho Nguyễn thì mình nhiên với lại Yumi là hết. Đứng lên tới xe máu đang bận. À đầm đang bận em còn một chiếc thôi. Đầm đang bận còn một chiếc em đang bận thôi nha mấy chị nha. Đây len cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị. Đây là đầm chứ phải áo thôi nha. Đầm chứ phải áo ha. Rất là cưng ha. Rồi màu này, chị nào ưng màu này chốt liền cho em. Màu này mặc cực kỳ đẹp nha mấy chị. Trời ơi màu này mà đi mình đi chơi chơi lễ á, đi chơi Giáng sinh, đi chơi Noel á, trời ơi là nhóc luôn á. Rất là đẹp ha. Họa tiết này. Trời ơi đã chưa. Cái hết. Đúng rồi, hôm nay đầm len nha chị ơi, đầm len với đầm thập cẩm á, nhiều lắm, nói chung là nhiều đồ lắm. Rồi màu này, chị nào lấy màu này chốt liền cho em mà, của nó màu 11 đi ha. Chốt màu 11 cho em, 56 cân đổ về và 40 cân đổ lên nhá. Màu 11, 56 cân đổ về và 40 cân đổ lên. Thôi để bên nó luôn đi. Rồi chốt màu 11 giúp em nha mấy chị, màu 11 giúp em. 11 kèm xinh thoại giúp em ha, chỗ 11 đẹp quá. Chị nào lấy 11 chốt 11 liền giúp em ha. Thủy Thủy, hôm khác táp em với anh Giang là sao ta? Mã 11 nhóm chị ơi, 40 cân đổ lên và 56 cân đổ về nha. Mét 6, 56 cân phải mét 6 nhóm chị nha. Rồi chốt mã 11 giúp em nè. Mã 11 giúp em ha. Mấy chế nào mà mình sợ không thấy được like của em á, cứ chịu khó cái bạn Facebook của em nhá. Rồi các bạn Facebook chế độ xem trước nha mấy chị. Các bạn Facebook của em này, để có gì em vô em còn mà tát cho được nhá. Nhiều khi chưa phải là bạn, chưa không tát được này. Rồi mấy chị ơi, mấy chị nhớ giùm em là mấy chị nào khách mới á thì vui lòng chốt hàng bằng cách là cho em số điện thoại đầy đủ kèm mã hàng nha mấy chị. Còn chị nào khách cũ thì cho em 360 kèm mã hàng nha. Mã 11 này. Mã 11 11 cho Yumi Nguyễn này. 11 cho Yumi. 11 cho chế Mai Trân Kim Cương. 11 cho Mai Trân Kim Cương. 11 cho HT Hải Ngân. 11 cho HT Hải Ngân. 11 cực đẹp luôn. 11 rất là nhiều người thích ha. 11 bắn chạy cực kỳ. Đó 11 rất là đẹp luôn. Rồi em lên tiếp này mấy chị. Mấy chị cầm đi nhanh nha. Chưa. Chưa hả? Còn đây các chốt. Chị rồi. HT Hải Ngân vừa nha. Đầm lên thì coi vàng đà lắm nha mấy chị, coi vàng cực kỳ luôn á. Chế cái gì đó, Diệp Hướng, chế Diệp Hướng, chế Diệp Hướng gì đó, chưa có số điện thoại địa chỉ, chưa chốt được là chơi. Diệp Hướng ơi, cho em số điện thoại kèm địa chỉ nha Diệp Hướng ơi. Chú Minh Nguyễn có rồi nha. Diệp Hướng cho em số điện thoại kèm địa chỉ nha. Rồi. 11 cho chế Hiền Dinh. 11 cho Hiền Dinh. 11 cho Hiền Dinh nha. Rồi chị nào ấn cái mẫu này comment liền cho em mà, có nó mà số 8 nha mấy chị. Comment mà 8 cho em 1m6 này, 56 cân, 57 cân. Chị Hiền Dinh ơi, chị Hiền Dinh ơi, cái gì ngày mai em gửi đồ cho chị nha. Ngày mai em gửi đồ cho chị nha, chị Hiền Dinh nha. Ngày mai em gửi đồ cho Hiền Dinh luôn, gửi xe cho Hiền Dinh ha. Rồi, giận chị Hoa Quỳnh Hoàng rồi, không thèm hello lại đâu. Gì đâu mà đợi chị qua lấy đồ mà đồ nó mốc lên luôn rồi á. Rồi chị nói màu này chốt liền cho em. Ủa chị nào có chữ tàu á mà có cho số điện thoại á. Diệp Hưởng. Chị Diệp Hưởng á hả. Rồi chị nói màu này chốt liền chị Diệp Hưởng cho em xin lại thêm số cho em xin thêm địa chỉ luôn đi. Em chốt số 11 cho chị nha. Hôm nay không có công chúa à chế không Quỳnh Anh, hôm nay không lên công chúa. Rồi chị nói cái đầm len này comment mã số 8 cho em mấy chị nha. Mã số 8 cho em xin thoại giúp em nè. Mã 8 này 56 con đổ về ha. 45 cân đổ lên và 56 cân đổ về, chốt mã 8 giúp em. Chốt mã 8. Chị nào lấy đầm em đang mặc thì comment cho em mã 0 kèm số điện thoại. Comment mã 0 kèm số điện thoại giúp em ha. Mã 8 này. Mã 8 giúp em. Mã 8 cho Yumi Nguyễn nè. Mà Yumi mới Thanh Trúc điểm. Thanh Trúc cho số điện thoại địa chỉ nha Thanh Trúc ơi. Thanh Trúc cho số điện thoại địa chỉ nha. Comment mã 0 cho số điện thoại địa chỉ nha. Có bầu mặc được nha chị ơi. Có bầu mà cái nào rồng rồng là chị mang được hết nha chị nha. Có bầu là bao mặc luôn á. Cho em mẫu này. Em form môn nha mấy chị. Mẫu em đầm lên form môn. Form này size M, S, M, S, M. S, M còn khoảng 52 cân đổ về nha. 52 cân đổ về và 40 cân đổ lên. Đó rất là dễ thương như vậy nha. Chị đi đứng luôn. Thanh Trúc lấy cái mã em đang mặc kìa có không? Đó, mẫu em đang mặc. Xin số điện thoại địa chị. Thế Thanh Trúc để lại cho em thêm địa chỉ nha.
Chị Thanh chút để lại địa chỉ em chốt cái ra mặt cho chị nha. Rồi chị nào lấy mẫu này comment liền cho em mã 1 giúp em nhé. Cái mẫu em đang cầm này là mã 1 với chị ha. Mẫu này là 1m6 khoảng 52 53 con đổ về nha mã 1. Con cái em đang mặc ghi cái nó vô đi. Mẫu đang mặc con cái à. Hôm nay em vô muộn nha mấy chị. Hôm nay em lên muộn ha. Chị Thanh Trúc nuôi 727 nè. Chị Thanh Trúc 727 cho em xin thêm địa chỉ nha. Vết sấy có xét váy không Thảo? Dạ. Không chị ơi. Có nhưng mà không biết lên kịp không, em lên đầm lên nè ha. Em lên đầm lên trước nha mấy chị. Rồi chị nào ơn màu nào chốt liền tay giúp em nha mấy chị, chốt liền tay nha. Em bao nhiêu chỗ cái này em của nó đầm lên nó co giãn đó chị. Em nhắm chừng số con thôi. Số con của nó tầm đến 6, 52, 53 con đủ về á. Chứ còn không cần nghèo đâu tại đầm lên nó còn co giãn á. Mặc cái xanh chị xem đi. Ôi em không mặc đâu chị Ngọc Yến ơi. Mặc mất thời gian lắm Yến ơi. Rồi màu này, chị nào ơn màu này cực đẹp. Mùa lạnh tới rồi không mấy chị mặc màu này là nhất luôn nhá. Mặc màu này là nhất luôn, rất là xinh đẹp. Rồi màu này 60 cân cũng vừa mấy chị ơi, 45 cân đổ lên nha. Nhớ giùm em 45 cân đổ lên và 60 cân đổ về. Comment cho em mã này là mã số 12. Chốt mã 12 giùm em. Chốt mã 12 giúp em nè. Mã 1 là gì? Mã 1 cho Vân Khoa. Mã 1 là gì đâu? Mã 1 cái đầm màu xanh á. Mã 1 màu xanh cho Vân Khoa. Rồi mã 1 cho chị Vân Khoa. Rồi chốt liền cái mẫu này cho em nha. Mã xám cho Trinh Cô Nương nè. Ủa Trinh Cô Nương chứ Trinh Cô Nương chốt hàng bình thường đúng không? Rồi xám cho Trinh Cô Nương. Xám cho chị Trinh Cô Nương ha. Cái mẫu đây đúng không? Dạ dạ dạ. Rồi xám cho chị Trinh Cô Nương nè. Xám cho chị Trinh Cô Nương ha. À xám là 12 á. Rồi xám 12 cho Trinh Cô Nương. Rồi 13 luôn mấy chị ơi, 13 cho em. Giống cái xám nhưng mà màu của nó là màu. Màu này nó là màu gì nhỉ? Màu này đẹp. Màu này rất là trẻ và đẹp ha. Rồi, chị nào ơn màu này chốt liền cho em mã của nó là mã số 13. Chốt 13 cho em nha mấy chị ơi, chốt mã 13 nha. 13 thì có màu hơi màu cam á. Màu cam. Dễ thương chưa? Xinh lắm. Rồi 13 giúp em nè. 13 giúp em luôn. Mã 13. Màu xám thì nghe em hết rồi sao? Hình như còn á, còn mà biết nằm chồng nào tí xíu rồi đi mấy chị. Đợi một xíu hết. Ý chị nói là em mặc thử mã 1 á, chứ không phải là số mã 1. À vậy hả, thôi mở ra đi, mở ra, mở ra. Rồi tiếp nha mấy chị ơi, chị nào lấy cái mã 13 cho 13 cho Hồng Văn Trần. 13 cho chị Hồng Văn Trần ha. 13 cho Hồng Văn Trần. Rồi 14 cho em luôn, mẫu này mặc đẹp lắm nha mấy chị. Mẫu này mặc cực kỳ đẹp luôn ha. Mẫu này mặc cực kỳ đẹp luôn mấy chị. Nó dài qua gối. Mùa đông em đảm bảo là không lạnh luôn nha. Cực kỳ ấm mát. Mà nó có độ vừa phải cho nên nó không có nóng lắm. Cho nên mấy chị yên tâm. Mặc mát, mịn, đẹp mà ấm cúng rồi nha mấy chị. Mùa lạnh, ở vùng lạnh thì mình mặc sẽ rất là ấm ha. Rồi chị nói mẫu này chúc liền cho em mã của nó mã 15 giúp em. Mã 15 mấy chị, mã 15 cũng chỉ có một em thôi nha. Mã 15 có một chiếc thôi. Chị nói 15 chúc mã 15 lên giúp em. Mã 15 giúp em nha, mã 15. Mã 1 eo 78 vừa không em, không vừa chị Hồng đẹp ơi. Mã 1 tầm eo 574 đổ về thôi. Mã 1 tầm eo 74 là coi giãn hết cỡ rồi ha. 14 cho Nguyễn Thị Mỹ Nhiên. Ủa mà 15 mà 4 là 15. 15 chắc chế Mỹ Nhiên đoán á. 15 cho Mai Trang. Rồi một này công nhận nó đẹp thật luôn á. Chị Thanh Trúc lấy chốt cái mã em đang mặc mà chưa cho em địa chỉ nha. Chị ơi cho địa chỉ đi rồi em mới chốt nha. Cho địa chỉ, cho em xin cái địa chỉ em chốt hàng tiếp nha chị ơi. Rồi chị nói màu này, chị nói màu này giống luôn nhưng mà nó là màu xanh đậm nha mấy chị. Màu xanh đậm này mấy chị có thể mua tặng nha. Mới nói 14, chị có 15. Có vậy hả? Rồi chị nói màu này comment liền cho em mặc 20 đi. 20 nhớ 20 nè. Nhớ 20 ha. 15 cho chế Mai Trang 0097. Chế Mai Trang cho em xin thêm địa chỉ nha. Ủa Mai Trang này khách mới hả? Dạ. Rồi 20 giúp em đi mấy chị. 20 có số lượng nha. Mà 20 có số lượng. Chị nào lấy 20 chốt mà 20 giúp em. Mà 20 nha mấy chị nha. Mà 20 có số lượng luôn nha. Đó ưng 20 chốt 20 giúp em. Yumi Nguyễn 20 nè. 20 cho bà Yumi nè. Em nói 14 mà em. Ủa vậy hả? Sorry mấy chị nha. Rồi mấy chị comment mà 20 giúp em đi. Rồi em chốt cái mã 15 với chị Mai Trang rồi. Rồi chị nào lấy xám chốt cho em mã 20 nha. Mã 20 giúp em. Mẫu em mặc còn không. Mẫu em mặc
chị gì chốt hả nhờ? Chị chúc. Chúc quyền hả chị chơi chị đúng không? À, chị nào lấy màu em đang mặc comment mà không giúp em nha. Comment mà không giúp em. Chị nào lấy màu đang mặc comment mà không giúp em mà chúc quyền cho địa chỉ. Thanh Trúc. À Thanh Trúc chứ. Thanh Trúc 727 cho địa chỉ em Huyền Thanh Trúc nha, Huyền Mạc của Thanh Trúc ha. Rồi chị nào lấy màu đang mặc comment mà không kèm số điện thoại giúp em ha. Mờ hả chị? Mờ do mạng rồi. Em đổi màu mạnh nhất rồi mà nó còn mờ. Rõ hơn chứ mấy chị ơi. Thanh Trúc có địa chỉ rồi nè em. Thanh Trúc có địa chỉ chưa? Vừa cho địa chỉ. Khu dân cư Hoàng Quân cái đó. Ok. Nó rồi. Nó bị nhè nó mạng nó yếu nha mấy chị dùng thông cảm nha. Rồi cái đầm vàng này mấy chị nha, cái đầm vàng là giá của nó 79k. Đầm vàng 79k nha mấy chị. 89 nhưng mà đầm vàng là 79k nha. 79k chị nó lấy mẫu này comment liền cho em mà của nó là mã số 66 đi. Chị nào mẫu này chốt mã 66 giúp em nha. Mã 66 kèm số điện thoại giúp em nè mấy chị. Comment nhanh giúp em nha mã 66. Chị ủa sao mấy chốt hàng của em nó vẫn rõ nè mấy chị. Mấy chốt hàng vẫn rõ không có bị mờ ha. Vậy mấy chốt hàng nó vẫn rõ mấy chị ơi, không có bị mờ. Rồi, chị đơn mẫu này comment liền giúp em nè. Mã số 0 ăn hết rồi chị Hằng Nguyễn ơi. Rồi mã số 0 cho chị Thanh Trúc rồi mấy chị ơi. Rồi, chị đơn một vàng này comment liền cho em mà 79 mấy chị, 79k mà 66 chứ mà 66. Mà 66 79k. Mà 66 79k giúp em. Rồi em chốt 66 nhé. 66 này khoảng 57, 56 con đổ về cũng ok á. Rồi em chốt mã số 66 nè anh. Chốt 66 giúp em 79k nha. 66 đi mấy chị ơi. 66 79k này. Chị Minh Nguyên thích mới cho em số điện thoại đầy đủ mới chốt được nha chị ơi. 79k nè. 79k nè. Rồi mã 66 giúp em đi mấy chị. Màu chị mặc hết rồi. Rõ rồi nè, ok. Rồi mã 66 giúp em ha. Mà số 6 79k chốt nha. Số 6 này bầu bí bọn chị em được nha mấy chị ơi. Có mà 66 cho chị Minh Nguyễn like. Không biết. Chị Thúy Anh Trần Thị 91766 nè. Thúy Anh Trần Thị 917 một mã 66 ha. Okay. Chị Minh Nguyên cho em xin thoại địa chỉ nha Minh Nguyên ơi. Minh Nguyên cho em xin thoại địa chỉ nha. 66 cho Tùng Tiến. Tùng Tiến này là trai hả? Em không chốt hàng cho trai được chị ơi. Em không chốt hàng cho trai được nha anh ơi. Anh Tùng Tiến ơi. Rồi 66 cho Thu Hoài Nguyễn nè. 66 cho Thu Hoài Nguyễn ha. Tùng Tiến ơi, Tùng Tiến nghe không mà. Tùng Tiến là trai đúng không? Là con trai thì báo em biết nha. Em chỉ chốt hàng cho nữ thôi ha. Chốt hàng cho nữ thôi. Tại vì em sợ mấy anh á. Mấy anh chốt hàng xong rồi vợ mấy anh bảo mẹ vợ không thích. Xong mấy anh xả hàng của em á thì tội nghiệp em lắm. Rồi chồng em thôi. Rồi tiếp nha. 66 cho Thu Hoài Nguyễn nữa nè. Rồi chị nào lấy 66 rồi chốt mà 66 giúp em nha. Chốt mà 66 giúp em. Rồi em lên cái màu mùa đông không lạnh ha. Chị Thâm mua áo lên đi. Chị Thâm mua áo lên đi. Rồi. Cái màu này là mùa đông không lạnh nha mấy chị. Màu này là mùa đông không lạnh. Mấy chị mặc cái này em đảm bảo mấy chị mùa đông này mấy chị bao ấm luôn nha. Bao ấm mà bao đẹp luôn. Nó dài qua gối nha mấy chị. Dài qua gối nè. Đây mẫu này của nó là cổ lọ ha mấy chị. Cổ này cổ khoảng 3 phân nha, 3-4 phân gì đấy. Đó rất là dễ thương ha. Mặc lên cực kỳ ấm cúng luôn mấy chị ơi. Mặc cực kỳ xinh. Mẫu này 58 cân đổ về nha. Dài qua gối nha mấy chị có thể phối hợp với nịt nha. Đây. Em này có thể okay, phối. Ok, chị Mai Trang thấy địa chỉ của Mai Trang rồi nha. Em chị này Mai... mình có thể phối với nịt em ở quận 12 Sài Gòn nha chị ơi. Đây màu đầm này mình phối với nịt rất là đẹp nha mấy chị nha. Phối với nịt cực kỳ đẹp luôn. Rồi chị đơn màu này chốt liền cho em. Chỗ màu này mà 89k là không mở đâu bán cái giá này luôn á. Mấy chị vô mùa mà mấy chị mua một cái đầm len. Một cái đầm len phải giá 200 mấy thì nó mới ok mấy chị ha. Chứ còn không có cái nào mà dưới 100.000 đâu. Đó nên len này nhà em là cam kết với mấy chị len mới nha. Không phải len hàng kiện hay là len cũ ha mấy chị ha. Đó nhưng mà bán rất là rẻ cho mấy chị luôn. Mấy chị nhanh tay mà chụp về mà tết lên mặt hoặc là Giáng sinh Noel gì đó mình mặc nha, rất là đẹp ha. Nói chung là mùa đông không lạnh nha mấy chị. Rồi comment liền cho em mã này là mã số 3 đi mấy chị ơi. Comment mã 3 kèm số điện thoại giúp em nha. Mã 3. Mã 3 váy em mặc hết rồi nha mấy chị. Váy mặc hết ha mấy chị ha. Mã 3 kèm số điện thoại giúp em nè. Mình cũng của 12 địa chỉ shop ở đâu mình qua lấy hàng luôn. Mai Trang ơi chị đặt hàng đi, đặt hàng xong rồi em cho chị địa chỉ ha. Tí nữa xong lại em inbox cho Mai Trang nha. Rồi mã số 3. Em ở gần cầu vượt Tân Thế Hiệp nha.
có gì tí nữa em xong lại em book cho nha. Rồi số 3 giúp em, mấy chị số 389K, comment mà 3 giúp em. Số 3 89. Số 3 cho Chế Thu Hoài Nguyễn, số 3 cho Du Mi Nguyên. Rồi comment mà 3 nhân tay giúp em nha. Mà 3 đẹp quá. Mà 3 siêu đẹp luôn. Cảm ơn. Mà 3 siêu đẹp, bỏ riêng ra lấy cái khác. Bỏ ra lấy cái khác. Rồi mà 3 giúp em luôn mấy chị. Số 3, số 3 cho Chế Phương Võ này. Ba cho Phương Võ luôn ha. Phương Võ đuôi 3317 cho em xin thêm địa chỉ nha. Còn nhiều mẫu đẹp lắm ấy chị ơi, rất là nhiều mẫu đẹp luôn nha. Mẫu nào cũng xinh hết, mẫu nào cũng xinh hết nha. Em vừa mà ba không chỉ mà ba Nguyễn Ngọc mặc rộng nha Ngọc ơi. Ngọc mua tặng thì được ha, chứ còn Ngọc mua mặc đó là nó hơi rộng nha. Mà ba là khoảng 58 cân đổ về ok chị luôn nha mấy chị. Chị Tươi Phạm Má Ba cho em xin thêm địa chỉ luôn nha. Chị Tươi Phạm lấy Má Ba để lại cho em thêm địa chỉ luôn này. Tươi Phạm để lại thêm địa chỉ giúp em nha Tươi Phạm ơi. Rồi, cái tím em đang cầm cực kỳ xinh luôn mấy chị. Nó được phối với cái sợi, nó được phối với lại cái dây khóa như vậy rất là xinh ha. Cực kỳ cưng luôn. 1m6, 60kg. 1m6, 60kg vừa nha chị nha. Bao vừa cho chị luôn, bao vừa và bao đẹp nha. Rồi, chị tím đấu màu tím này, chốt màu tím giúp em nha mấy chị tím ơi. Tím cho Trinh Cô Nương. Chốt màu tím giúp em nha. Tím cho Trinh Cô Nương, Chế Nhi Yến này khách mới luôn này. Chưa có số điện thoại để chị chưa chốt được này. Tím cho Thúy Anh Trần Thị này. Tím cho Trinh, tím cho Thúy Anh Trần Thị. Thế nào đây, tím comment tím ngắn không, tím vẫn đứng lên coi. Tím qua gối em nha mấy chị, 1m55 là qua đầu gối nha. Tím cho Chế Nhi Yến luôn này, Chế Nhi Yến cho em xin thêm địa chỉ nha. Chế Thanh Trúc chưa cho em địa chỉ thì phải. Để coi Thanh Trúc cho địa chỉ chưa. À đúng rồi, Thanh Trúc cho rồi, quên mất. Là thông tin khách hàng. Tím cho Trinh Cô Nương nè. Chế Thanh Trúc cho địa chỉ rồi. Tím cho Thúy Anh Trần Thị không anh? Đúng vậy. Thúy Anh Trần Thị nè. Mà tím cho Chế Nhi Yến. Anh ơi, tím nó rớt hết kìa. Tím cho Nhi Yến nè. Tím cho Nhi Yến. Mẹ bệnh nha. Tím cho Nhi Yến nha. Tím cho Nhi Yến. Rồi lên cái hồng này rồi nha mấy chị. Ok này Chế. Chế Phương Võ có địa chỉ rồi này. Chế Tươi thì để ai đi em lấy các nhé. Ok Tươi Phạm không lấy cái mã ba nhé cháu. Rồi. Có dạng cực kỳ thoải mái mấy chị ơi, cổ tim nha. Màu này mặc all body xinh lắm. Màu này mặc body cực kỳ xinh luôn. Màu này tầm 54-55 cân đổ về mấy chị nha. 54-55 cân đổ về cổ tim. Chị nào ứng cái đầm lên này comment cho em mà của nó là mã số 9 nha mấy chị. Comment số 9 cho em cổ tim nha mấy chị nha, mã số 9 cổ tim. Chế Nhi Yến số điện thoại đuôi là 2716 cho em xin thêm địa chỉ nha Chế Nhi Yến ơi. Rồi mà số 9 giúp em mấy chị ơi. Comment mã 9 giúp em nha. Chế nào ứng cái hồng này comment mã 9 giúp em kèm số điện thoại. 1m6 khoảng 50 54 cân đổ về nha. 54 cân đổ về. Chị Xuân Huỳnh Tuyết em hết tím rồi. Chế Nhi cho em xin thêm địa chỉ nhá. Không có địa chỉ là em phải nhường cho Chế khác đấy. Rồi cái mã của em là mã gì? Mã số 9. Mã số 9 cho Du Minh Nguyễn này. Mã số 9 đâu? Mã 9 này. Đâu? Mã 9 cho Du Minh. Hiểu đúng không? Đúng rồi. Mã số 9 cho Du Minh Nguyễn này. Mã số 9 cho chị Phương Võ này. 9 cho Phương Võ. Mã số 9 cho chị Phương Võ nha. Rồi mã số 9. Số 9, số 9 cho Hương Hồ 228. 9 cho Hương Hồ. Số 9 cho Mina. 9 cho Mina. Còn đâu? Hả? Trời. Trời. À, số 9 cho chị Lily Huỳnh nè, Lily Huỳnh đấy nhá. 9 cho Lily Huỳnh. Đợi em xíu nhá. Đợi em xíu thay đồ nhá. Yes.
Rồi cái đầm màu xám nha mấy chị ơi, chị nào ơi cái đầm em đang mặc nè. Comment cho em mà của nó là mã số 22 nha. Trời ơi đầm này dễ thương quá. Cực kỳ cưng luôn. Rồi chị nào ơi 22 comment mã 22 cho em kèm số điện thoại đầy đủ mấy chị nha. Nhớ là mã 22 kèm số điện thoại đầy đủ cho em. Mấy chị ơi xe la chim nhiệt tình lên giúp em nha mấy chị. Xe la chim nhiệt tình lên giúp em nha. Xe mạnh tay ha mấy chị, xe mạnh tay lên giúp em nha. Mạnh tay lên. Rồi chị nào lấy mẫu 22 này comment cho em mã 22 kèm số điện thoại nha. 22 này comment 22 giúp em này. Xe livestream lên giúp em mấy chị ơi. Em có phần quà tặng cho channel chia sẻ livestream nhiều nhất cho nên mấy chị xe live nhiệt tình giúp em nha mấy chị. Xe live mạnh tay giúp em nha. Mã 22, mã 22. Rồi em bắt đầu chốt mã 22 này. Chị Thu Hoài có số điện thoại địa chỉ cho anh. Có rồi. Rồi 22 cho Thu Hoài. Thu Hoài đủ bao nhiêu? Ok này chị Nhi có địa chỉ này cảm ơn thế nha. Thu Hoài đủ bao nhiêu cưng? Được. 22 cho Thu Hoài này. 22 chốt cho chị Yumi nè. 22 cho chị Thu Hoài này cách mới. Thu Hoài cách mới hả? Thu Hoài. Thu Hoài ơi cho em địa chỉ trong vòng 2 phút nha Thu Hoài. 0347739123. Cho em địa chỉ trong vòng 2 phút này ha. Chị Thu Hoài cho địa chỉ trong vòng 2 phút. Rồi 22 cho chị Cương Hồng Song An là cái gì anh? Chị Mai Trân Kim Cương. Mai Trân Kim Cương đúng không? Rồi Mai Trân Kim Cương nè. Mai Trân Kim Cương nè. Mai Trân Kim Cương ha. Rồi với một cái 22 nữa cho chị Nguyễn Ngọc, cho bé Nguyễn Ngọc 909 ha. Nguyễn Ngọc 909. Nguyễn Ngọc 909 nè. Thu Hoài cho em địa chỉ Thu Hoài ơi. Là em hết 22 mấy chị ơi. Hết 22 chị Vân Khoa chưa được ha. Chị Vân Khoa với chị Nguyễn Thị Hồng nghe chưa được. Em vừa 22 không chị. Vừa như cái ơi, phong xuân nha. Ngọc mặc đẹp. Màu này ngọc mặc đẹp ha. Cái đẹp phong xuân á. Rồi tiếp nha mấy chị. Xinh lắm, nhiều màu đẹp lắm mấy chị. Xe like chim nhiệt tình giúp em nha. Mày chế thế nào? Mã 3 vừa mã 9 1m554 kg vừa không chị? Vừa nha, vừa. Vừa. Rồi cái đầm có cổ đây nha mấy chị ơi. Đầu dài của gối. Tưởng tưởng nhỏ quá thì mà không vừa chứ cái đó là vừa nha. Dài của gối nha. Ok chị Thu Hoài có địa chỉ này cảm ơn chị nha. Màu này 1m6 khoảng 50-58 cân đổ về mấy chị. Chị nào mà người nhau nhau một tí 1m6 60 cân cũng vừa luôn nha mấy chị nha. 45 cân đổ lên và 60 cân đổ về. Chị nào màu này comment liền cho em mã xanh. Chốt mã xanh giúp em dài con gối mấy chị ha. Form của nó là form dài con gối nha. Chị nào mã xanh giúp mã xanh giúp em. Chốt cho bé Ngọc rồi đúng không? Dạ dạ chốt cho bé Ngọc là hết rồi. Em hết rồi. Chế nhóm thì nhóm lên lưu cho mặc khách giùm em nha. Đầm em mặc em hết rồi. Mã xanh nha mấy chị ơi. Chị nào lấy xanh chốt mã xanh giúp em nha. Mã xanh. Comment xanh kèm điện thoại cho em. Lên cực đẹp nha mấy chị nha. Lên đẹp lắm. Lên này rất là xịn mấy chị, lên hàng shop không à. Mấy chị ơi lên toàn lên hàng shop thôi. Rồi chị nào ơn chốt liền cho em nha. Ơn chốt mã xanh giúp em nè. Mã xanh ship cùng 12 bao nhiêu? Chị ơi đồng giá 25k toàn quốc, quên toàn Hồ Chí Minh nha. Hồ Chí Minh là em ship đồng giá 25k hết nha mấy chị ơi. Là 125k đồng giá. Thì 25k đồng giá sẽ là 125k nha. Thì 25k đồng giá. Rồi xanh nè, chốt mã xanh giúp em. Xanh cho Thi Hoàng 241 nè. Thi Hoàng 241. Tìm cho màu đỏ mặn hoặc màu vàng bò thì còn không. Không biết nữa Tư Phạm ơi, cái này thì hên xui chứ ai cái này không có chắc nha. Rồi Thi Hoàng 241 nè. Xanh cho Thi Hoàng, anh bỏ cùng dây cục eo thôi chứ chị. Cái đầm này có dây cục eo nè nha mấy chị. Đầm có dây cục eo ha, rồi xanh cho bà Yumi nè. Xanh cho Yumi luôn ha. Xanh cho Yumi nè. Rồi xanh trai nè đây. Tìm cho em à, cái đầm vừa đúng không? Rồi còn một cái xanh thôi mấy chị ơi. Chị nào lấy xanh cầm lấy xanh đây luôn ha. À không, màu đang mặc chỉ có một màu xám thôi, không có màu khác nha mấy chị. Mà màu em mặc cũng hết luôn rồi. Màu đang mặc hết luôn rồi nha mấy chị nha. Len đẹp lắm mấy chị, nhìn len này cực kỳ xịn luôn á. Ai mà bán cái đầm len này với giá 89.000 ha, em mua lại hết thật sự luôn á. Đây cực kỳ rẻ ha mấy chị, bán rẻ và mang luôn á. Rồi đến với nhà em mấy chị mua đồ giá rẻ ha. 89.000 giá khác đúng không? Dạ đâu khác này, giờ 89.000 hết mà chỉ có cái vàng là giá 79 thôi. Rồi màu này ha, có cổ cực kỳ xinh luôn. Ở đằng sau có dây khóa luôn nha mấy chị. Đằng sau có dây khóa luôn ha. 22
Nếu chị Vân Khoa chốt mã 22 lên sau ấy nhé chị ơi. Thì nó cái sọc này comment mã sọc giúp em 1m6 này 56 con đổ về nhá. Một em 89k. Chị nào lấy hai em thì còn 85.000 thôi. Đó, cực kỳ rẻ và cực kỳ đẹp luôn mấy chị ha. Em tự tin là mấy chị đi những chỗ khác không chỗ nào bán rẻ như nhà em đâu nha mấy chị nha. Rồi chị đâu màu này chốt liền cho em mã sọc. Chốt mã sọc giúp em này, mã sọc ha. Đầm len cực đẹp luôn. Mã sọc. Chốt sọc giúp em. Mã sọc kèm điện thoại. Mã sọc kèm điện thoại giúp em nha mấy chị ơi. Mã sọc kèm điện thoại nha. Anh đọc tên mã sọc cho em, chốt mã sọc. Sọc cho Hương Trần 482. Hết. Nhắn nó vô duyên nó đi sọc. Sọc cho Hương Trần 482 ha. Sọc cứ đọc cái. Hết. Hết. Trời ơi, sọc có một cái gì, có một cái một nè. Đấy, đọc tên như thế. Dạ. Đi tìm gì vậy? Tìm gì vậy? Đây là một cái áo khoác nha mấy chị, một cái khoác len nhá. Một cái khoác len cực kỳ xịn, cực kỳ đẹp luôn. Mấy chị ơi, cái khoác len này nè, về mấy chị cắt chỉ ra này, cái này nó may đường may hờ đó nhá. Cái này nó may một đường may hờ thôi. Mấy chị về rọc ra là thành cái áo khoác nha mấy chị. Đó, cái này là áo khoác cực kỳ đẹp luôn. Chị nào lấy một khoác comment mã khoác cho em. Khoác cũng chỉ có 89.000 thôi. Mã khoác nhé. Rồi chị nào ơn khoác comment mã khoác giúp em nha. Mã khoác len, khoác len ha mấy chị. Khoác len. Đây, hai bên có túi rất là xinh như thế này nha. Rồi chị nào lấy khoác len comment mã khoác cho em này. Mã khoác này 60 cân cũng vừa nha mấy chị. 60 khoác. Cân cũng vừa luôn. Mã là khoác này, khoác này là 89.000 nè mấy chị ơi. 89k luôn. Hôm nay bán siêu rẻ luôn. Comment mặc khoác lên cho em này. Rồi khoác này comment mặc khoác giúp em. Mặc khoác ha. Mặc khoác giúp em luôn nhé. Trời ơi trời, Giang ơi là Giang. Mặc khoác này. Mặc khoác lên, khoác lên cho Nguyễn Thị Phường này. Khoác cho chị Nguyễn Thị Phương ha. Mặc khoác cho Du Huy Nguyễn luôn này. Thầy Dung Nguyễn Nguyễn này mua sỉ này. Hết rồi. Hết hả? Ừ. Rồi chị nào lấy cái màu đầm trắng này comment cho em mà. Còn nó màu trắng nha mấy chị. Đầm len trắng comment màu trắng giúp em nha. Màu trắng. Màu trắng hả mấy chị ơi? Màu trắng này, cái đầm này, cái đầm nó bị dơ xíu xíu ngoài đây ha mấy chị. Dơ bụi thôi ha. Nó bị dơ một chút ở phía đằng sau lưng em xeo nha. Xeo 79k. Chị nào lấy trắng comment màu trắng 79 cho em. Comment màu trắng 79 ha. Trắng 79k này, em sale trắng mã trắng 79 này. Chị nào lấy trắng 79 comment về trắng 79 cho em nha. Em này không bị gì. Rồi, màu trắng cho em nha mấy chị. Cứ comment màu trắng cho em. Còn chị nào lấy cái đầm trắng bị dơ thì comment là trắng 79 nha. Cái này nó bị dơ một chút xíu ở đằng sau lưng ha mấy chị. Là 79k. Còn cái trắng nào không bị dơ là giá bằng là giá 85k mấy chị ha. Đây. Ủa, quên 89k, 2 cái 85k. Rồi bán trắng 79 trước này. Trắng 79k. Trắng 79k này mấy chị ơi. Trắng 79k chị. Trắng 79k cho em trước ha. 79k đầm len nha mấy chị. Còn lấy trắng thường thì comment trắng thường cho em là trắng, cái trắng kia do em treo 79 nhá. Còn mấy cái trắng trắng không bị sao thì em vẫn bán ra 89 nhá. Còn bán 89 nha mấy chị ơi. Rồi chị nào lấy trắng thường comment trắng thường cho em. Còn trắng 79 thì comment trắng 79 nha. 1m6 60 cân cũng vừa luôn mấy chị nha. 1m6 60 cân cũng vừa và 45 cân đổ lên nha. 45 cân đổ lên. Không có áo len hả chị? Không, hôm nay em không lên áo len chị ơi. Áo len bữa sau nha. Áo len bữa sau giúp em đi. Áo len bữa sau ha. Hoa hồng cát to quá. Chị hoa hồng cát lấy màu khác nó nhỏ hơn vừa người với chị hoa hồng cát nha. Em có đủ thứ size hết. Rồi mẫu này luôn 45 cân đổ lên mấy chị ơi. 60 cân đổ về luôn ha. 60 cân phải là 1m6 nha mấy chị. Đó, còn 45 cân đổ lên nha. Rồi chị ơi, nếu mẫu này comment liền cho em mã của nó là mã số 99. Chốt 99, chốt đầm len 99 cho em. Cực kỳ đẹp nha mấy chị. Đầm len cực kỳ đẹp luôn. Comment mã 99 giúp em. 99 không dạ? Comment mã 99 giúp em nha các tình yêu ơi. Mã 99 giúp em nha. Cực kỳ xinh ha. Rồi 99 đẹp quá. 99 cho Du Minh Nguyên nha. 99 cho Du Minh Nguyên này.
Chiến chiến cho Dương Minh Nguyên. Ok Phi Hoàng nha. Cái màu xanh đó Thi Hoàng mặc màu đẹp mà sao bỏ vậy Thi Hoàng? Em mở loa cho em lo. Dạ. Dạ dạ. Bật điện cho em cho. Bật loa lên. Hát cho nó to. Nay lên đầm len thôi hả chị? Vâng, em lên đầm len xong sớm thì em sẽ lên cái khác mấy chị nha. Alo alo, không lên nha à. Không có lo nha. Không có lo. Từ. Tắt rồi. Rồi. Alo, đây nè. Mấy chị ơi, xe live stream giúp em nha mấy chị. Mấy chị xe live stream nhiệt tình giúp em nha. Xe live mặt tay cho mấy chị ơi. Xe like mạnh tay nha các tình yêu ơi. Mới có 300 lượt chia sẻ thôi mấy chị ơi. Mới có 300 lượt chia sẻ à. Mấy chị chia sẻ mạnh tay giúp em nha. Chia sẻ mạnh tay giúp em á. Rồi em lên tiếp nè mấy chị. Form nhỏ nha, chị nào hỏi form nhỏ nè. Đập lên này form nhỏ nha. Mẫu này là mã màu. Đây, đằng trước đó là kim sa như thế này rất là xinh không mấy chị. Chị nào mẫu này comment liền cho em mã của nó mã số 6 đi mấy chị ơi. Chốt mã 6 giúp em nha. Mã 6 là 1m6 khoảng 55 cân đổ về ha. Còn 40 cân đổ lên. Chốt mã 6 cho em coi dạng tuyệt vời luôn. Coi dạng rất là thoải mái đằng sau nữa chị. Đằng sau cách điểm như thế này rất là xinh nha. Rồi chị nào mẫu này chỉ có 89k một cái đầm len không bằng một áo len luôn anh chị. Đầm len mà thua giá cả một áo len luôn ha mấy chị ha. Chỉ có nhà em mới bán rẻ như vậy thôi. Rất là tuyệt vời luôn đúng không? Rồi comment liền cho em mã của nó là mã. Ok Thu Hoài Nguyễn nha. Cái đầm len mã số 3. Cổ trắng. À cái đó đâu có to đâu chị. Thu Hoài Nguyễn khách mới hả? Khách mới đúng không? Phải khách mới không? Mấy chị ơi, mấy chị nhớ giùm em. Mấy chị nhớ giùm em Ngọc vừa. Mấy chị nhớ giùm em là chị nào chốt hàng chắc, chốt hộ nào chốt giùm em nha. Chị nào khách mới, đặc biệt khách mới chốt hàng xả là đầu tiên là em ngưng chốt chị ha. Em ngưng chốt luôn chứ có live stream này nha mấy chị. Cho nên mấy chị làm chốt hàng thật là kỹ giùm em nha mấy chị nha. Chốt hàng thật kỹ giùm em ha. Cái này em không có ép mấy chị chốt hàng nha. Đó, hồi này nói chung là có một người xả hàng đầu tiên là em cũng hơi buồn rồi đó. Rồi, mà số 6 cho chị Nguyễn Ngọc nha. Mà 6 chốt cho bé Nguyễn Ngọc nè. Mà 6 chốt cho bé Nguyễn Ngọc nha. Rồi, tiếp nha mấy chị. Tiếp nha. Rồi mấy chị nhớ giùm em nha. Chốt hàng thì mình lựa kỹ giùm em á mấy chị ha. Chị nào mà lần đầu tiên mua hàng bên em mà hay xả là em không chốt ở đâu nha. Rồi tiếp nha mấy chị. Rồi rất là đẹp luôn, đồ thì đẹp lắm, đẹp mà rẻ mấy chị ơi. Mấy chị mua thật sự là mua không biết tiền đâu. Thật sự là mua hàng em rồi mấy chị về chỉ có mê thôi. Chị nào mà khách mới mà mua thử về một lần đi. Em đảm bảo là chị có mê thôi và mặc rất là đẹp nha. Mặc cực kỳ xinh luôn. Rồi mẫu này tay của nó cánh dơi luôn nha mấy chị. Tay con cánh dơi. Mấy chị có thể phối mặc cái đầm len này và phối chung với một cái áo len tay dài bên trong nha mấy chị. Cực kỳ xinh luôn ha. Đối với mùa lạnh nha. Đó rất là dễ thương như vậy hả mấy chị. Cực kỳ cưng luôn. Rồi màu nâu. Chị nào lấy cái màu nâu này là nâu đất nha mấy chị nhá. Comment mã nâu cho em này. Mã nâu là 1m6 nè. 43 cân đổ lên và 60 cân đổ về ok luôn mấy chị. Tại vì đầm len sao? Tại sao em nói số cân nhiều vậy? Tại vì nó rất là co giãn mấy chị ha. Bầu biển con kem vô tư. Bầu biển con kem vô tư luôn, cực kỳ co giãn luôn. Rồi chị nâu màu này chốt mã nâu giúp em. Chỗ nâu cực kỳ xinh ha. Chốt nâu liền tay giúp em nha, mã nâu. Chốt mã nâu giúp em nha, mã nâu liền tay giúp em luôn. Chị nào nâu comment nâu liền tay ha, mã nâu giúp em. Rồi nâu mấy chị ơi, chốt mã nâu liền tay nha, mã nâu giúp em nha. Comment nâu nhanh tay nha chị, mã nâu nha chị đẹp. Mùa này mà đầm len này mặc là nhất luôn á. Có đầm len này mặc là nhất luôn mấy chị nhá. Mà ba là cái đầm trắng dài nha chị ơi. Mà ba là cái đầm trắng dài to ha. Cái đầm này là mùa lạnh đó, chị nào ở vùng lạnh đó là mình chốt ok luôn á. Đây chị nào mà ngoài Bắc này hoặc là ở trên vùng cao á mấy chị, trên Đà Lạt á là mặc cái đầm len này cực chốt luôn, nó không có to đâu. Cái đầm len này thật ra là nó co giãn thôi ha, nó co giãn tốt thôi và nó dày. Cái đầm này là đúng mặc cho mấy chị vào mùa đông luôn nha mấy chị nha. Tức là khoảng bây giờ là giữa tháng 11 rồi, hết tháng 11 là bắt đầu trời rất là lạnh. Mấy chị nào ngoài Bắc hoặc là mấy chị nào trên vùng cao mặc mấy cái đầm này cực kỳ xinh luôn, thật sự nó dài qua gối luôn mà nó dày đã lắm nha. Đây rất là xinh luôn, đặc biệt len này rất là đẹp, len hàng shop cho nên đẹp cực kỳ, không xước không chảy mấy chị yên tâm nha. Mặc rất là xinh, đẹp dáng và dài qua gối luôn đó, mà giá chỉ có 89.000, không ở đâu bán mấy chị. Nên dáng rất là đẹp nha, nên dáng đẹp lắm.
Ban đầu nông cho chị Thu Hoài nè, Thu Hoài đi 1, 2, 3 nè. Nông cho Thu Hoài hả? Chán đó bao nhiêu ký? 57 cân đổ về cũng ok luôn chị. Và 40 cân đổ lên ok luôn ha. Rồi chốt cho em liền tay nha chị nha. Chốt mã liền tay với em nha. Comment nhanh tay với em không chị. Chia sẻ nhiệt tình và comment nhanh tay nha. Rồi chị nói ôm mẫu này nè. Đây, mẫu này là đầm ôm mà form nhỏ xíu luôn nha. Form đẹp form nhỏ không chị. Đó, form nhỏ ôm nha. Dành cho mấy chị mặc mát mẻ tha đâu còn. Cái nào một cái đây. Một cái. Má ba cho Uyên Lê nhá, Uyên Lê cho anh xin tên địa chỉ nhá. Chị Nga Nga Nguyễn Trọng Tuyển ở Sài Gòn đó sao chị ơi. Ba chị Nga Nga ở Sài Gòn thì comment cho em địa chỉ đầy đủ nhá. Chị Nga Nga nhá, chị Nga Nga có má nâu này. Rồi cái mẫu này nha mấy chị. Cái mẫu này nha. Chị nói cái mẫu này chốt liền cho em mà của nó là mã số 2 nha chị. Cái đầm này form của nó form nhỏ ha mấy chị ha. Form nhỏ, form co giãn. Nó co giãn 1m6 khoảng 52 cân. 1m55 khoảng 50 cân cũng ok luôn. Tại vì nó rất là co giãn luôn nha mấy chị. Rồi mẫu này giá rẻ nha mấy chị ơi. Mẫu này 50k. Chị nói lấy chốt mã 50 cho em nè. Mẫu này 50k ha. Chốt mã 50 cho em. Ok chị Nga Nga này. Cảm ơn chị nha. Chị Nga Nga ở Sài Gòn Nguyên Lê này. Mã 50 giúp em nha. Chốt 50 giúp em. Cái đầm nâu chốt mã 50. Mình lấy 50 chốt 50 giúp em ha. Chốt mã 50 giúp em. Mã 50. Mã 50 là mã 50. 50 50. Áo áo ngày mai chị ơi, hôm nay không có áo nha. Áo để bữa sau chị ha. Hôm nay có đầm thôi, hôm nay em về đầm thôi. Rồi áo để bữa sau chị ha. Đồ lên thì nó hơi nặng nha mấy chế nhá. Thì xích nó sẽ cao hơn là cái đồ quần áo bình thường mấy chế nhá. Tại vì áo len nó hơi nặng á. 50 cho chế Nguyễn Hằng. Hằng Nguyễn ở Hà Nội nè. Cái Hằng Nguyễn Hà Nội nè. Nuôi 602 nè. 50 còn không em? Ủa 50 rồi sao chế Hằng Nguyễn? 50 hết rồi. 50 có một cái đúng không? Ừ. Thì chế Hằng Nguyễn thì comment chế Hằng Nguyễn. Rồi tiếp nha mấy chị ơi, tiếp nha, set len thì không có set rời dành em to ơi. Nhưng mà tí này em có lên set rời ha. Tí này em có lên đồ rời rồi lung tung đẹp lắm. Rồi mẫu này nha mấy chị. Chị đâu mẫu này comment liền cho em mà. Của nó mà đen nha mấy chị nhá. Mà đen có đính hộp. Mà đen có đính hộp dập đinh nha mấy chị. Dập đinh. Đây. Dập như thế này nha mấy chị. Dập như thế này chứ không phải dán ha. Rồi chị đâu mẫu này comment liền cho em nè. Mặc cực kỳ ấm luôn nha, cực kỳ ấm. Rồi chị nương màu này comment liền cho em mà đen nha mấy chị, mà đen. Mà đen là 40 cân đổ lên và 60 cân đổ về ok luôn. Đầm đen coi dạng tốt nha, comment mà đen giúp em. Ok. Ship về Huế thì nếu mà đổ lên nó hơi nặng nha em nhá. Có thể là hơn 30k, 30-40k đó nha em nhá. Nó lấy thì ok cho em nha, đi lên nhá. Mãi của em 1m57, 1m57 bằng... Đi lên, 1m57 bằng đẹp. Em lên mấy năm mày mặc đẹp nha em, 1m55. Ờ đúng rồi, em 1m55 là nó dài qua gối em. Dài qua gối chị luôn nha chị nha, mặc đẹp nha. Đen. Đen chút đen cho em này mà đen. Đen cho Trần Thu Hà. Đen cho Trần Thu Hà. Đang cầm gì vậy? Cái gì? Đen. Đen hồn cái gì? Đen cho Trần Thu Hà. Đen cho chị chị Hồng Nhung Lê ơi, mấy chị ơi, khách mới cho em vui lòng cho em số điện thoại kèm mã hàng với mấy chị ơi. Khách mới mà không có số điện thoại kèm mã hàng em không chốt hàng được đâu. Để cho chị cháo đỏ ngay thảo nhé là thôi. Biết. Rồi mẫu này nha. Đem cho chị Hằng Nguyễn Hà Nội nè. Chị Hồng Nhung Lê cho em số điện thoại thì chị em mới chốt được nha chị ơi. Rồi em lên mẫu này luôn mấy chị ơi. Cái màu đầm màu đỏ này rất là dễ thương ha. À, đỏ đen, cái dàn này dàn len này cực kỳ dễ thương luôn. Đây, dài của gối luôn mấy chị nhá. Chị đơn ơn cái màu này comment liền cho em mà của nó mã số 10 đi mấy chị. Chị đơn ơn màu này comment mã 10 giúp em nha. Chúc mã 10. Mã 10 giúp em nha mấy chị nhá. Chúc 10 giúp em nè. Cái đầm đen này em còn không? Hết có 2 cái à? 2 cái. Mã 10. 10 cho Nguyễn Thị Mỹ Nhiên này. Mỹ Nhiên này có 10 cho ta. Chưa. 10 cho Nguyễn thì mình nhiên. Ok này. Chị ơi. Chị Hằng Nguyễn có áo 50 rồi nha. Chế Hồng Dung Lê. Ok chế Hồng Dung Lê. Cho em địa chỉ đầy đủ đi chế ơi. Chế Hồng Dung Lê cho em địa chỉ đầy đủ đi nhá. Hồng Dung Lê có 10 còn không? 10 thì mình nhiên, 10 còn một chiếc.
10 cho quản trị viên này. Quản trị viên. Em ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh nha mấy chị nhá. Quản trị viên mua hàng bên mình là nào chị ta? Rồi khách số anh đọc em cứ yên tâm. Thế Khanh Tú Kim mã 10 này, chị Khanh Tú Kim cho em xin thêm địa chỉ luôn nhá. Mười thì nói 10 hết rồi còn đọc anh. Ủa hết rồi hả? 10 có 2 chiếc à? 2 chiếc hả? Ok rồi, chị Khanh Tú Kim chưa được mã 10 nhá. Có cái xám này nè. Cái xám này giống mã 10 nhưng nó màu xám này mấy chị. Chốt mã 11 cái tên. Đây, cái xám này nó giống y mã 10 luôn mấy chị ơi, nhưng mà nó khác màu thôi ha. Nó là màu xám. Chị nào lấy chốt mã 11 cái tên nha, mã 11. Đây màu xám luôn mấy chị. Chốt mã 11 cái tên nha. Chị dễ thương ha, mã 11. Chị nào 11 chốt 11 chiếc bên nha, mà 11 nha, chị nào chốt rồi đừng chốt lại nha mấy chị ha. Chị nào chốt rồi đừng chốt lại nha. Rồi mà 11 chiếc bên này. Ok này, chị Hồng Kiều Dung Lê có địa chỉ số tài đầy đủ nè. Chị Hồng Dung Lê có mã đen em đang mặc nha. Mã 10, mã 11 cho Khanh Tú Kim nhé. Chút em đi xong em book cho chế Phương Võ nha. 11 cho Khanh Tú Kim. 11 cho Khanh Tú Kim ha. Chế Khanh Tú Kim cho em xin thêm địa chỉ luôn nha chị ơi. Em đi Khanh Tú Kim rồi nha. 11 cho chị nhóc Linh Lưu. Nhóc Linh Lưu. Cái này là chị chưa? 11 luôn á, tôi đi. Nhóc Linh Lưu em đi luôn rồi. Thế Tươi Phạm với em hết mã 10 rồi. Tươi Phạm lấy 11 không mà. Ủa Uyên đây. Nhóc Linh Lưu. Nhà em ở An Sương. Ủa thấy tí trời Huế. Được nhá. Được ghé lấy nha, ghé lấy được phi ship em nhá. Tí nữa em để em chế mấy chế nhắn theo dõi Facebook em đi. Chúc em úp địa chỉ em lên trang cá nhân. Mấy chế nào ghé lấy thì ghé địa chỉ em lấy nhá. Chú em úp địa chỉ rồi map lên cho các nhân em nha. Em bao chất cái gì hà hà Khanh ơi, em bao chất đẹp quá chị hát. Chất lê nhà em là chuẩn xịn cực kỳ, tại vì đám trực tiếp là Quảng Châu nên nó có giá rẻ hả chị. Mềm mịn đẹp lắm. Đẹp không thua chất sót một tí xíu nào ha. Em đi chị nhắm lên lưu rồi đúng không? Dạ em đi nhắm lên lưu rồi. Rồi, chị nói cái đen này comment mà đen cái đen luôn. Đen, đen này là tầm 40 cân đổ lên và 55 cân đổ về ha. 54 đi mấy chị, 54 thôi, 55 thì sợ hơi chậm. Rồi 54 con đổi về nha. Buổi sáng từ 8 giờ trở đi là ghé lấy được nha em nha. Sáng mai 8 giờ trở đi là ghé lấy được nha. Rồi chị ơi, mẫu này comment liền cho em nè mấy chị, comment nhanh tay giúp em nha. Để em lên đầm đen nhanh đó thì em còn lên mẫu khác để cho mấy chị nha, để mấy chị chọn cái đà ha. Thôi comment đen cho em luôn. Mà đen, chốt mà đen giúp em luôn. Mà đen ha, mà đen. Đen giúp em luôn. Đầm đen mặc hết rồi chị Hà Khanh ơi. Đầm đen mặc hết rồi ha. Chị like xong cái đầm đen rồi chị mới like màu khác nha Nhi ơi. Chị like xong đầm đen mới like màu khác nha. Tại vì chị like theo giá cho nên chị like hết màu này thì mới có màu khác được. Rồi tiếp nha mấy chị ơi. Ok Viên Lê nha. Nếu mà ngày mai nhân viên em chơi, mai nhân viên bên anh chốt hàng thì em muốn gửi địa chỉ ở Huế thì cho anh xin thì ok nhé. Còn muốn gửi địa chỉ ở An Sương thì nói để nhân viên anh gửi nhé em nhé. Khanh Tu Kim có địa chỉ nè. Ừ, có địa chỉ rồi, em biết rồi. Đọc rồi, chị nói lấy đen chút mà đen giúp em. Trời ơi, đen đẹp rồi mà. Cái chị chưa comment đen hả? Đen đẹp dạ mang luôn á. Mà đen cực đẹp ha. Rồi màu này, màu đen em đang cầm luôn mấy chị ơi. Cái cổ của nó nè, cực kỳ xinh nha. Coi tay nè, đó, coi dạng cực đẹp. Mấy chị cái đầm đen mà mình chưa mặc á, mấy chị nhìn nó, ừ nó có co vô như thế này không đẹp. Nhưng mà khi mấy chị mặc vô chị cũng ngốc ngây thôi. Đẹp dạ mang, nó co dạng ra như vậy. Nó dạng cho nó ôm sát vào người mình á. Nhìn rất là đẹp nha mấy chị nha. Ê, phong môn nha. Rồi chị ơi, màu này comment liền cho em mà của nó là mã số 66 đi. Comment mã số 66 cho em kèm số điện thoại. 55 cân đổ về và 40 cân đổ lên. Comment mã 66 cho em ha, mã 66. Đen cho chị Nguyễn Hải. Ủa Nguyễn Hải này là Nguyễn Hải nào? Không biết. Nguyễn Hải ơi, Nguyễn Hải cho em thông tin cho mấy chú được nha. Nguyễn Hải thứ nhất là không có hình đại diện. Thứ hai là tên của con trai. Thứ ba nữa là chưa có một thông tin gì cho em chưa chốt hàng được nha Nguyễn Hải nha. Cảm ơn chị Xuân Huyền Tuyết nha. Xuân Huyền Tuyết nói chắc lên bên em là tuyệt vời luôn. Chị mua rồi nè. Ok, cảm ơn chị. Rồi, chị nào màu nào chúc đi màu đó giúp em nha mấy chị, chúc đi màu đó nha. Comment nhanh tay nha mấy chị nha, comment nhanh tay. Rồi lên tiếp nha mấy chị. Dạ, lên tiếp cho mấy chị. Còn ok, Uyên Lê nha. Rồi anh nói lại cái giải viên bút địa chỉ cho Uyên Lê này. Số 66 cho chị Nguyễn Thị Hồng Hà này, thấy quen lắm. Chế khách cũ bên em đúng không? Bên em khách cũ bên em cho em lại 3 số đuôi nha chị Nguyễn Thị Hồng Hà. Còn khách mới thì cho em số điện thoại kèm địa chỉ đầy đủ em chốt hàng nha chị nha. 66 cho Nguyễn Thị Hồng Hà. Nguyễn Thị Hồng Hà cho em thông tin nha. Nguyễn Thị Hồng Hà này, giống chị Nguyễn Hải hồi này cũng không cho em thông tin gì hết. Chế nào cứ khách cũ cho em 3 số điện thoại nha.
đây đúng không, cái sáu đúng không? Mà sọc nha mấy chị. Wow, áo len, công chị đa len một toàn áo len đây bé. Đầm len. Đầm len cũng như áo len thôi, đầm len mặc ở nhà cũng như áo len thôi, cũng là len cả thôi. À, đầm len thì khỏi mặc quần hả? Áo thì mình phải mặc quần, đầm khỏi mặc quần nha. Rồi màu sọc, chị đâu này chưa có sọc chút mà sọc giúp em. Mà sọc là 42 cân đổ lên và 56 cân đổ về nha, coi dạng thoải mái cực kỳ luôn. Cái len này xịn lắm, len mềm mịn và đẹp cực kỳ mấy chị nha. Len cực đẹp, len nhà em xịn lắm, len này không có tì xước, mấy chị bao giặt mới giặt luôn. Rồi chị đơn sọc chút mà sọc giúp em nha, cổ có cổ rất là dễ thương mà sọc ha. Rồi chút sọc giúp em đi mà chị sọc. Nguyễn chị Hồng Hà khách cũ đưa lại 563 này. Ok, đen đen có một cái thôi đúng không em? Cái ba trăm sáu có một cái đúng không? Anh hỏi này, có cái ba này có một cái đúng không? Một cái em chốt cho chị Nguyễn Thị Hồng Hà nha, chị Nguyễn Hải chưa chốt được nha, chưa có số điện thoại luôn nha. Còn cái đen đó là mà của nó là mà 66 đó, chốt chị Nguyễn Hồng Hà rồi. Rồi còn cái đen đây nè, cái đen đây chị Nguyễn Hải, Hải mét 63 mặt ngắn á. Trời ơi, còn cái đen đó nó nhiều em. À vậy hả? Hai má. Mấy em bỏ hai má. Rồi em chốt mà sọc cho bách một một cái nè, sọc cho bách một ha. Chốt sọc cho bách một nè, sọc cho bách một nha. Mấy chị chốt cái gì comment cái đó lên cho em nha mấy chị ơi. Chốt cái gì comment cái đó lên cho em nha. Trời ơi, cô nó bị gì vậy trời. Ghi lọc lỗ mà. Rồi bách một. Thôi để nghiêng nha. Sọc cho Linh Lê 402. Sọc cho bách một, sọc cho Linh Lê. Chốt cho Linh Lê giùm em cái. Linh Lê comment đen mà không được. Linh Lê 402. Ok, Uyên Lê 402 để chọc nè. Tối nay lên đầm này, không lên áo mấy chị ơi, tối nay em lên đầm này nha. Rồi, cái đầm len có cổ không mấy chị? Đầm len cổ lò ha. Chị nào lấy đầm len cổ lò này. Đó, cổ lò này thoải mái lắm nha, em kéo cho chị coi ha. Bao chui đầu luôn, chui đầu thoải mái dễ thương lắm. Rồi mẫu này ha, không có thời gian nó biết khác đâu nha. Rồi chốt mà cho em là mã của nó mà số 90. Chị nào lấy 90 chốt mã 90 giúp em nha. 90 đẹp lắm. Rồi 90 giúp em. 90 nhắn tình yêu ơi, chốt mã 90 giúp em nè. 90 này, 90 85k mấy chị ơi. Chị đâu 90 chốt mã 90 cho em 40 cân đổ lên và 55 cân đổ về mã 90 nhá. 90 màu hồng chốt 90 giúp em nè. Chốt mã 90. À Huỳnh Linh gọi cho Huỳnh Linh mà cái nào không bắt máy nha Huỳnh Linh em nhá. Huỳnh Linh cho anh lại số điện thoại cái nào. Để anh coi là coi nhân viên có họ có nó tên Huỳnh Linh này. Huỳnh Linh đâu rồi? Mấy chị ơi, thấy có cuộc gọi nhờ mấy chị gọi lại giúp em đi. Huỳnh Linh. Huỳnh Linh là gọi thuê bao không liên lạc được em nhá. Em cho anh lại số điện thoại coi nhá. Để anh kiểm tra lại nhá. Huỳnh Linh gọi thuê bao rồi nha Huỳnh Linh ơi. Gọi rồi. Thuê bao không liên lạc được nhá. Chị đơn cái vàng này chúc mà vàng giúp em nhá. Chị đâu màu vàng này, màu vàng của Thu Huyền ha, chúc màu vàng giúp em. Mặc cái này đều đẹp giá lắm mấy chị ơi, 55 cân đổ về và 42 cân đổ lên mà được cái vàng này nha. Chị nào lấy vàng chúc màu vàng liền tay giúp em nha, vàng quá xinh luôn thật sự. Vàng mặc đẹp mà trắng da cực kỳ ha. 90 đúng không? 90 cho Dung Minh Nguyên. 90 cho chị Nguyễn Thị Hồng Nga. Rồi chị nào lấy vàng chúc màu vàng giúp em, thật sự vàng quá đẹp, cái len quá chất. Thật sự len quá chất luôn, đẹp giả mang. Len đẹp lắm mấy chị nha, len rất là đẹp luôn ha. Chị nào lấy vàng chúc màu vàng giúp em luôn. Cái xám em đang mặc còn một cái nha chị. Cái xám em mặc còn một cái nhá. Chị nó lấy xám comment mà xám cho em. Để ghi lại số điện thoại của Mai. Mai thì lên cái để có thể là lúc lấy gọi đúng lúc em đang máy đang bật nó báo. À đổi đầu số mới rồi nha mẹ ơi. Huỳnh Linh ơi, đổi đầu số mới rồi Huỳnh Linh cho em số điện thoại mới thì Huỳnh Linh. Huỳnh Linh ơi, đầu số Huỳnh Linh bây giờ là bên mạng là nó cắt rồi, nó không có cho gọi nữa đâu Huỳnh Linh nha. Gọi là sẽ bị thuê bao nha. Gọi sẽ bị thuê bao Huỳnh Linh ha. Rồi vàng cho chị nhóc Linh luôn. Mà sám cho Hồng Hoàng Trần, sám cho Du Minh Nguyên là hết sám luôn mấy chị, là không còn cái nào quá. Du Minh Nguyên có sám rồi mà em. Du Minh Nguyên có sám rồi hả? Ừ. Bà chốt hai cái, bà xịn mà. Rồi cho Hồng Hoàng Trần nè. Hồng Hoàng Trần nè. Chị vàng cho chị nhóc lên luôn nha. Ừ. Vàng. Hồng Hoàng Trần cho nhóc lên luôn nè. Vàng cho chị nhóc lên luôn rồi em hết vàng rồi đúng không? Hết vàng. Ok. Rồi màu cam nha mấy chị, cái cam này xinh lắm nhá, cam 89k nha mấy chị ơi. Cam 89k chắc giá không mớt nha, cam hàng xốp cực đẹp luôn. 89k chắc giá không mớt nha, chị nào lấy cam chút mà cam cho em. Cam cho em không mặc rồi.
dụng nó mặt như màu cam đất. Chú bà cam giúp em nhé, bà cam. Bà cam, bà cam cho em chị nó nhanh tay chú cho cam nhé. Bà cam em chỉ có một cái duy nhất thôi, cam đất chỉ có một cái duy nhất thôi hết. Chị nào nhanh tay người đó được nha. Chú cam giúp em. Bà cam. Lấy cam chú, bà cam giúp em ha. Bà cam luôn. Ok nhá, Huỳnh Linh mang cái gì mai để ý cái điện thoại cho anh nhá. Trinh Trần. Trinh Trần này là ở đâu ta? Chị Trinh Trần ơi, cái củ cho em lại bao số đuôi. Khoan khoan, Trinh Trần này đúng, phải Trinh Trần quận 9 đâu em? Không phải, còn khách mới để lại trong số điện thoại địa chỉ nè. Khách mới thì chưa chốt được đâu, chốt cho người khác nha. Cam. Cam, cam cho chế. Cho chế Hương Hồ đuôi 228 của mình. Cam cho chị Hương Hồ 228, cam có một chiếc một thôi. Cam cho chị Hương Hồ đuôi 228 nha. Cái đen đúc này nha mấy chị, cái đầm đen đúc. Cho nó cái. Màu này màu đen rêu. Cho nó cái. Chị Hương Hồ ơi, em chốt cái nào chị nhớ nghe rõ giúp em nha. Chị Hương Hồ em đọc được tên là có chốt đấy nha chị nha. Hương Hồ em đọc được tên nhớ chốt, mấy chị hàng chế cho em là ngày mai em chốt hàng mấy chị hàng chế xài giúp em nha. Không, em đọc là có chắc, chốt. Chắc dạ dạ, có chốt là mấy chị nhớ giùm em nha, mấy chị nghe rõ giùm em nha. Tại vì ngày mai chốt hàng á mấy chị nhớ nhớ là mình chọn thật kỹ giúp em để mà em còn biết là cái nào còn em còn bán cho cái sau á. Ok Huỳnh Linh nha, cứ chọn thêm đi em ơi. Rồi mẫu này, mai chị nào mẫu này comment liền cho em mà của nó là mã số 10 đi. Chốt mẫu 10 giúp em á mấy chị, mẫu 10 giúp em nha. Mẫu 10 giúp em nè. À mẫu mẫu nhà em 1m54 46 cân nha mấy chị nha. Rồi mã 10 giúp em luôn, mã 10. Chắc lên cân nữa. Chốt mã 10 giúp em. Cái này là mã 10 đúng không? Dạ mã 10. Mã số khoác có không, khoác là cái gì vậy? Mã 10 á, cái đó mã 10 á. Mấy cái nhìn nút mấy cái kêu bóng khoác, nó là mã 10. Cái này là đầm hay là khoác? Vừa đầm vừa khoác cũng được, khoác đầm gì cũng được. Ok, mã số 10 này. Thấy Thanh Trần nha. Comment mã 10 giúp em nha. Mà 10 nha mấy chị ơi, em có lên cái đồ khác nữa nhưng mà em lên đầm lên xong rồi em mới lên đồ khác mấy chị nha. Tại vì em có ghim giá cho nên lên loại nào em lên một loại thôi. Em lên xong cái loại đó rồi thì em mới lên loại khác mấy chị ha. Xuống rồi cho Du. À Du mình nghĩ mấy chế ơi, đồ của chị Mai Trân Kim Cương em gửi rồi. Mà có mấy chế em gửi đợt vừa rồi từ ngày 13 đến ngày 15 á, em gửi đi hết á. Thì bên bưu điện mới báo, mới điện thoại cho em báo là cái ngày đó bên bưu điện gặp sự cố kỹ thuật nha. Nên là hàng sẽ đi của mấy chế sẽ đi chậm từ 2 đến 3 ngày, mấy chế thông cảm nhé. Có một đợt này bị thôi nhé. Đẹp. Cái mã 10 em 78 vừa không không vừa nha Hồng Đẹp ơi. Cái mã 10 là tầm 1m6 55 cân đổ về thôi. Là khoảng trường em 75 á. Còn em 78 mặc hơi ôm một tí nhé. Rồi chế nào lấy 10 chút mã 10 cho em luôn. Rồi cái đầm này ha mấy chị. Chị nào lấy cái đầm này chốt cho em mà của nó là mã số 89. Cái đầm mà 89 như này mấy chị, hôm bữa lên nó lên thỏ, hôm bữa đang bán với giá 120. Nên em sale á. Em sale với giá chỉ có 89.000 thôi. Comment em mà 89. 89 này, 89. Chốt mà 89 cho em luôn. Mà 89 cho em nè mấy chị ơi, mà 89 nha. Dạ, không có gì ha. Cái này lên thỏ 120 á mấy chị. Hôm nay sale nhé. Rồi comment mà 89 cho em. Đầm chị đang cầm bao nhiêu ký vừa? Ở 1m6 58 cân 57 cân đổ về vừa luôn, co giãn cực kỳ, rất là co giãn mấy chị nhé. Còn 45 cân đổ lên là ok luôn, 45 cân đổ lên là ok luôn nhé. 89 cho Lê Huyền Mai Thi nè. 89 cho Lê Huyền Mai Thi luôn, có 3 chiếc. Thế nào đấy, 89 comment 89 lên cho em nha. 89 đẹp mấy chị, cái đầm nó 89 đẹp lắm. 89 k 2 đi giá 2.85. Ok 89. Mã 89 là mua từ hai, mua tư vấn được tính từ hai sản phẩm trên 85 nha. Thế là 89 comment 89 lên cho em nha. 89 thật đẹp luôn á. Cho chờ like đồ khác mà chờ. Chờ luôn hả? Không, nếu mà không có kịp like tối nay á thì ngày mai em like mấy chị. Đâu sao đâu, ngày mai like ha. Hết bình thì sao vậy? Không biết, hết bình luôn rồi. 89, 89 cho chế HT Hải Ngân này. Và 89 cho chế thân tầm gửi này. Chế thân tầm gửi khách chủ bên em này. Chế thân tầm gửi cho em lại ba số điện thoại nhá. Em biết khách chủ rồi đấy. Anh lên mic to to đi. Rồi tiếp nha mấy chị ơi. Có cái mẫu này mang về Bata cực kỳ modem mấy chị ha. Cái set này giờ chị HT Hải Ngân em 78 vừa không? Vừa đúng không? Sao mấy cân còn vừa mà cái này
vừa có vàng lắm. Rồi ok, vừa nha chị Hải Ngân ơi. Chế thân tâm nguyện tên này hơi khó đi. Rồi chị đâu màu này 60 cân đổ về cũng vừa luôn này mấy chị. Yêu 78, 80 gì vừa hết nha. Rồi màu này mang bata cực kỳ xinh luôn. Chị đâu màu này comment liền cho em mã 12. Chốt mã 12 giúp em. 1m6 khoảng 60 cân cũng vừa, 58 cân cũng vừa, nói chung là vừa hết. Mặc rất là dễ thương. Còn chị nào mà tầm 1m5 thì 45 cân đổ lên nha. Comment liền cho em mã 12. Chốt mã 12 giúp em. Mã 12 kèm điện thoại. Chỗ này đẹp quá. Len cũng xình nữa. Dày dặn đà quá đúng mấy chị ơi. Mềm rồi chứ. Rất là mềm mà cái tay của nó này. Cực kỳ dễ thương ha. Rồi chị đeo 12, chúc mã 12 giúp em nè. Mã 12 quá đẹp luôn. Chỗ cầm cái len mà đáng giá đồng tiền ghê á. Đà ơi là đà luôn mấy chị ha. Chốt 12 liền tay giúp em nha. Mã 12 giúp em mấy chị. Mấy chị đang xem thì cứ chấm chấm lên giúp em ha. Chị nào đang xem thì cứ chấm chấm lên giúp em cho khỏi ẩn comment mấy chị ha. Chốt mã 12 giúp em nè. Mã 12 comment mã 12 liền tay giúp em ha. 12 12 cho chị Mai Đặng nuôi 6 năm năm này. 12 cho Mai Đặng. 12 cho Nguyễn Tuấn. 12 cho Mi Anh Lê. 12 cho Nguyễn Tuấn này. Mi Anh Lê. 090 này. Mi Anh Lê nè. Anh ghi Mi Anh Lê giúp em. Mi Anh Lê là hết này. Thì Yumi chưa được rồi. Yumi chưa được, Yumi chốt cái khác giùm em nhé. Chị Đào Trần Thị cũng chưa được mà. Chị Đào Trần Thị cũng chưa được nè. Chốt màu khác giùm em đi chị ơi. Rồi màu này ha mấy chị ơi, màu này màu sọc này đẹp lắm nhá, màu sọc này đẹp lắm. Cầm men mà 28 giúp em. Qua cái này mặc cân lắm nha mấy chị. Anh ghi dạ. Mi Anh Lê đúng không? Dạ. Em ghi chị Nguyễn Tuấn rồi. Nguyễn Tuấn rồi. Trời ơi cái sọc này dễ thương, sọc huyền thoại. Sọc huyền thoại mấy chị ơi, mặc cực kỳ cưng ha, body khoảng 56 cân đổ về nè, 40 cân đổ lên nè. Comment mà sọc giúp em nha, mà sọc trời đẹp quá, sọc xinh đúng không? Rồi comment sọc cho em chẳng lại chốt cái mặt trời dễ thương quá, mà đồ nhiều ơi là nhiều rồi nè. Rồi chị nào lấy sọc comment sọc lên đây giúp em nha. Lên để mới thảo chốt một cái sọc luôn ha. Sọc comment mà 28 không phải mà sọc hả? Không biết. 28 hả? 28 phải sọc hả? Ở 28 thì 28. Rồi 28 nha, 28. 28 kèm xin thoại giúp em. Đọc xong quên mất mã luôn. Chị Bình Lê này là Bình Lê của khách mới ta. Bình Lê khách mới. Khách mới hả? Dương Ngọc Thủy một cái sọc này. Cho chị Dương Ngọc Thủy một cái sọc nữa ha. Mà 28 sọc này. Dương Ngọc Thủy mà 28 sọc này. Tiếp nè. Uyên Lê. Anh chốt cái thứ hai cho Uyên Lê đúng không? Cái này anh ghi ra rồi, anh Ngọc. Anh ghi chị Dương Ngọc Thủy rồi. Anh ghi Dương Ngọc Thủy với cả ai? Một mình Dương Ngọc Thủy à? Tại vì có hai cái chứ mấy. Cái này cho ai đây? Cái đó ai biết? Anh nhìn chốt đi. Anh biết tên mà. Uyên Lê đúng Uyên không? Uyên Lê đúng không? Ừ, Uyên Lê. Rồi mẫu này mấy chị ơi, body ha. Body này 40 cân đổ lên thì 52 cân đổ về. Body màu hồng xinh xắn và cái cổ rất là đáng yêu. Màu này là mấy chị mặc trong nam được, ở Sài Gòn được luôn nha mấy chị. Không nhất thiết là phải mùa lạnh nha, tại vì len này là len của nó là len mát ha. Một cái 89 nhá, mua từ hai cái trở lên còn 85k một cái nhá. Rồi len mát. Cái đầm màu hồng em đã cầm len mát, chị nào lấy comment mà 30 giúp em. Comment mà 30 giúp em nha mấy chị ơi, mà 30. Chị nào lấy 30 chốt 30 lên liền giúp em nha, mà 30 giúp em. 30 mấy chị comment 30 nhanh tay nha, 30 giúp em. Mà 30 kèm xin thoại giúp em ha. Hôm nay rất khuya được không mấy chị? Được ok lên giùm em đi. Để em còn lên lô thứ hai ha. Lô thứ hai đẹp lắm. Mà 30. Chốt 30 giúp em nè. 30 xinh xắn đáng yêu. 30 mô đen cực kỳ. Chốt mà 30 giúp em nha. 30 mô đen, 30 đẹp lắm. Chốt 30. 30 giúp em luôn. 30 giúp em mấy chị ơi, 30 nha. Mà 30 cho Du Minh Nguyễn nè. Xe live stream đi mấy chị ơi. Xe live stream giùm lên giúp em ha. Nhân xe là trang cá nhân giúp em nha. 30 cho chế Trần Thu Hà này. 30 cho Trần Thu Hà. Chị nào lấy 30 được không ạ? Comment 30 giúp em ha. 30 cho Thủy Thủy nè. 30 cho Thủy Thủy. 30 cho Trần Thu Hà. 30 cho Du Minh Nguyên. Rồi
loại màu sọc này ha mấy chị. Cổ cực kỳ dễ thương nha. Cổ phối ren ha mấy chị nha. Cổ phối ren cực kỳ xinh luôn. Cái này mình bẻ cũng được á mấy chị, bẻ cổ cũng được ha. Hay là để cổ lên như vậy cũng xinh nữa nè. Đó, rất là dễ thương luôn. Đồng chào sọc. Chị Mai nha. Sọc như vậy ha mấy chị. Màu này là 45 cân đổ lên và 58 cân đổ về nha. Chị nó lấy sọc này comment mà sọc 2 cho em đi. Comment mã là sọc 2 nha. Chào chị Mai, comment mã sọc 2 giúp em. Sọc 2 nha mấy chị. Chị nào mới chốt được một em rồi á thì comment liền nhanh tay để mà mình chốt thêm nữa để mình được giá 85.000 mấy chị nhá. Chốt thêm hai em để được giá 85.000 mấy chị nhá. Rồi chị nào lấy sọc 2 comment sọc 2 liền giúp em. Yumi ơi, sọc 2 chứ phải sọc 28 Yumi ơi. Sọc 2. Comment mã sọc 2 giúp em này. Rồi sọc 2 cho bà Yumi một chiếc nhé. Chị nào lấy sọc 2 nữa comment sọc 2 giúp em ha. Sọc 2 như chị Hồng Dung Lê này, khách mới hả? Ok, Hồng Dung Lê này, Yumi này. Còn một chiếc nữa chị nào lấy comment sọc 2 lên luôn giúp em nha. Sọc 2 còn một em nữa chị nào lấy comment lên giúp em luôn nha. Để hết, để đứt mẫu luôn nha mấy chị ơi. Để đứt mẫu luôn nha. Sọc 2 cho chị HT Hải Ngân. Sọc 2 cho HT Hải Ngân là hết sọc 2 mấy chị ha. Hết sọc 2. Mấy chị ơi, vừa coi vừa chấm lên giúp em nha. Chị nào đang coi nhớ nhớ là tạo tương tác bằng cách chấm lên để mình khỏi bị ân comment mấy chị ha. Chấm tí xíu nữa gặp cái màu đẹp mà mình ân á, mình comment lên là chậm quá. Thu Hoài ơi, sọc 2 hết rồi. Thu Hoài ơi. Rồi, cái em đứng sau sắc nét cực kỳ xinh không mấy chị. Em đứng sau sắc nét cực kỳ xinh luôn. Chị nào lấy mẫu này. 1m62 có ngắn không? Không ngắn em nha. Mẫu nhà anh là 1m54 nha em nhé. Số 2 không ngắn nha. Chị nào ơn mẫu này, em mặc có gối okay, không à? Ok, phương nha. Em mặc cái nào cũng có gối cả khúc á. Rồi chị nào lấy mẫu này comment mã cho em là mã số 10 đi ha. Chúc 10 cho em 1m656 cân đủ về. Mã 10 1m656 cân đủ về ha. Chúc mã 10 giúp em nè. Mã 10 giúp em luôn. Cho chị xem màu nâu với em, chị Nhiến hả? Chị Nhiến thích màu nâu ok, Nhiến đợi em xíu lên màu nâu ha. Rồi chốt mã 10 giúp em đi mấy chị ơi, mã 10 nha, mã 10 đẹp quá à. Mã 10 sắc nét này trong Sài Gòn mình mang được luôn ha. Chốt 10 giúp em. Mã 10 này trong Sài Gòn mình mặc được luôn nha, 10 sao cực kỳ xinh luôn. 10 có ngôi sao cực kỳ xinh ha. Chốt 10 giúp em nè. 10 cực kỳ đẹp. Màu nâu đúng không chị? Ok, nâu có nâu luôn nha. Nâu hồng đen gì có hết. Mời cho Yumi Nguyễn nè. À, em lên cái đầm lông này nha. Cái đầm lông này á, mấy chị làm mà mấy chị sẽ rất là thích luôn. Đây, lên lông nha. Bên trong này nè, đó, tuyệt vời không? Rất là tuyệt vời nha mấy chị nha. Bên trong là lót lông như vậy. Chế nào mà ngoài Bắc hốt em này về liền cho em. Mặc cực kỳ ấm nha mấy chị. Ấm cũng cực kỳ này, len ha, đầm len mà bên trong là có lông luôn nha mấy chị. Bên trong là được may bởi một cái lớp lông rất là mềm. Đây, một lớp lông nhung rất là mềm ha. Rồi chị nào màu này comment liền giúp em nè. Comment nhanh tay giúp em mã này nha mấy chị. Mã okay. Số 90. Giá bằng vậy. Mã 90 giúp em. Chúc mã 90. Mã 90 ha. Rồi mã 90 màu đen quá đẹp quá. Rồi mã 90 giúp em. Trời ơi dễ thương quá à. Mã 90 giúp em nha. Quá đẹp luôn. Mã 90. Chế đi trần lâu rồi mới thấy vui vô này. Đầm lên không hả chị? Đúng rồi nha, cố gắng nha, lên đầm lên này. Mã 90, chế là 90, comment 90 cho em nha. 90 này, chỗ này chế nào ở bắt đầu lạnh lạnh là mặc rất là ấm nha. Bao ấm cho mấy chị luôn nha. Vừa ấm vừa thời trang để mấy chị tâm nha. Mấy chị mua mặc để dần thôi, để dành dần đến Giáng sinh, đến Noel mình mặc. Qua đầu tháng 12 là mấy chị nào ngoài Bắc á, là lạnh rồi. Bây giờ là đang lạnh rồi, đến qua tháng 12 là rét đậm rét hại luôn ha. Mấy chị tranh thủ mà mình chốt đầm lên, tại vì đợt này em về lên toàn lên dày dày không à. Nói nhìn dự báo thời tiết đi. Để mấy chị mặc cho nó ấm ha. Hôm năm nào cũng vậy, kinh nghiệm bán đồ cho thấy. Rồi mẫu này ha mấy chị, đơn giản dễ thương 79k. Chị nào lấy chốt mà 79 cho em này, đơn giản dễ thương ha, 79k. Chị nào lấy chốt mà 79 giúp em, mà 79 màu trắng, 45 cân đổ lên và 58 cân đổ về ha mấy chị. 58 cân đổ về. Comment mà trắng cho em 79k. Đầm len trắng 79k nha. Chị nó lấy chút mà trắng giúp em nè. Mà trắng 79k. Comment mà trắng giúp em. Trắng 79k ha.
đây nè. Cho em vài mũ đi, vài mặt, vài mũ là lạ. Ở bên đây không có. Rất hỏi đi. Trắng 79k. Trắng 79k cho Trẻ Thu Hoài Nguyễn này. Rồi nâu hả mấy chị? Đầm len nâu nha. Mẫu này mấy chị mặc chung với một cái áo len tay dài bên trong, cực kỳ ấm hả? Cực kỳ ấm luôn. Đây tay của nó là cánh dơi nha mấy chị. Tay cánh dơi cực kỳ xinh cổ lọ. Mặc cực kỳ ấm cúng nha mấy chị nha. Mô đen nữa. Cái màu này dễ thương lắm. Mấy chị mặc chung với một em áo len tay dài. Ví dụ tay dài như vậy, chỗ xinh không mấy chị? Phối màu xám với màu nâu cực kỳ đẹp ha mấy chị ha. Mấy chị phối một cái áo len xám về tay chung với một cái đầm len này vô, em đảm bảo mấy chị mặc đẹp thời trang vô cùng luôn, mang thêm đôi bóp nữa ha, cực kỳ xinh. Chị nơ màu nâu, chốt màu nâu liền giúp em này, màu nâu ha, chốt nâu liền giúp em, màu nâu nha mấy chị. Chỗ em nó đẹp giả mang luôn á, mấy chị mang bóp nè, rồi phối với áo len bên trong đó, len về tay màu xám như thế này, em nó phối đồ nó xinh ơi là nó xinh. Rồi comment màu nâu liền tay giúp em nha các tình yêu ơi, màu nâu chỗ len nó đẹp, len đẹp giả mang luôn mấy chị, mềm mà đẹp lắm nha, cực kỳ đẹp, cực kỳ xinh luôn. Rồi mà nâu giúp em nha mấy chị, mà nâu comment mà nâu giúp em, giống cái nâu như cái màu khác luôn mấy chị ha, cái màu rêu, nâu và rêu nha mấy chị, comment mà rêu luôn. Đây rêu, đây rêu ha. Rêu đây nha các tình yêu ơi, mà rêu, chị nào lấy rêu chút mà rêu giúp em luôn nè, mà rêu ha. Đây rêu, đây rêu, đây rồi, rêu, comment rêu giúp em nha. Trời rêu đẹp quá, cái màu rêu đúng trẻ trung luôn ha. Chị nào không thích nâu comment rêu liền tay nha, rêu xinh quá. Tay cánh dơi nha mấy chị, tay cánh dơi khoảng 45 cân đổ lên và 60 cân đổ về, ok ha. Comment rêu giúp em luôn, mà rêu. Rồi mà rêu giúp em ha, mà rêu. Mà rêu chứ em, mà rêu và mà nâu chứ em nè mấy chị ơi. Rêu. Rồi màu này. Chị nào ơi, màu này comment liền giúp em. Trời màu này dễ thương quá. Màu này cực kỳ xinh luôn. Dẹp hết qua một bên. À, qua đây dẹp cho em lên cái kia. Rồi chị nào ơi, màu này comment liền cho em mã số 5. Mã 5 40 cân đổ lên. Dạ. Mã 5 nhớ chị, 1 giờ phải lên chứ. Rồi, mã 5 nhớ chị. Chị nào lấy mà 5 chút, mà 5 giúp em. Mà 5 1m6 khoảng 57 cân đổ lên, đổ về. 5 cho chị Trần Thu Hà nè. 5 cho Trần Thu Hà. Chút 5 bên kia đi. 5 cho Trần Thu Hà. Chị nào lấy 5 là chút mà 5 nha mấy chị, chút mà 5 giúp em. Mà 5 luôn nha mấy chị nha, chút mà 5, mà 5. Có 89 ngàn một chiếc rồi mấy chị ạ. Hình như bây giờ mấy chị chưa có đi, chưa có lạnh lắm hay sao á, chưa vô mùa lạnh hả? Em nhớ ngoài Bắc là lạnh lắm rồi mà ta. Rồi chốt mà 5 giúp em này, mà 5 cho Trần Thu Hà này. Trong này mà 5 cho Yumi ha. Trong này mà buổi tối em ngồi trước quạt em thấy lạnh lắm nha. Ngồi trước quạt thấy lạnh lắm. Chị nào ơi, màu này comment liền cho em mà, còn nó mà số 8 nha mấy chị, chúc mà 8 cho em. Mà 8 lật bên vai ha, cực kỳ dễ thương luôn. Số có 5. Dây cột eo ha, dây cột eo. Mà Bắc còn đang nóng vậy à. Ha, mà Bắc còn đang nóng hả? Tại vì nhiều vùng em thấy lạnh lắm rồi đó chị. Rồi, ô năm nay có vẻ lạnh đầy trễ nhờ. Thôi đồ hồi năm ngoái băng lên là năm nay lạnh lắm rồi á. Số 5 cho chị Nguyễn Thị Hồng Ngà nữa nè. Rồi, chị nào màu này comment liền tay giúp em nha chị, mà số 8 giúp em. Mà 8 này thì không có nóng ha. Mà 8 này thì ấm. Mà 8 này thì mát mẻ, Sài Gòn mang được nha. Chúc mà 8 giúp em. Số 5 cho chị Nguyễn Thị Hồng Ngà luôn nha. Số 5 cho Trần Thu Hà và Nguyễn Thị Hồng Ngà là em hết 5 nha. Rồi chị nào lấy mà 8, chúc 8 cho em. 8 chỉ có 1 chiếc thôi ha. Đây là dây cột eo nha. Mà 8. Comment mà 8 giúp em luôn. Số 8, mà 8 mặc đẹp lắm nha. Tám mặc đẹp lắm nha mấy chị. Ồ đúng rồi chị, năm nay có vẻ lạnh trễ ha. Năm nay có vẻ lạnh hơn trễ nha. Trễ là tốt hơn.
xe live stream lên giúp em đi. Ra đó coi, ra đó coi. Mấy chị xe live mạnh tay lên mấy chị ơi, xe live mạnh tay mấy chị muốn em lên đồ, lên đồ đồ kiểu không? Nếu muốn em lên đồ kiểu thì comment nhanh chấm chấm mạnh tay lên giúp em ha. Chấm chấm mạnh tay lên cho em nha, mấy chị muốn em lên đồ kiểu thì chấm chấm mạnh tay lên giúp em nha. Chị nào muốn lên đồ kiểu thì chấm mạnh tay lên giúp em nha. Rồi, cái đầm len này thì mình mặc ở trong Nam được mấy chị ha, mặc Sài Gòn được nè. Đây, đầm len này mình mặc Sài Gòn được luôn ha. Đó, rất là dễ thương luôn. Rồi chị đơn màu này, comment cho em mà nó số 2 đi mấy chị ơi, comment mà 2 giúp em nha. Mà 2 này mình mặc trong Sài Gòn vô tư ha. Trong Sài Gòn với lại trong Nam vô tư mấy chị. Mát mẻ không bị nóng nha. Cái đầm len này mặc mát ha, không bị nóng nha mấy chị nha. Chị nào lấy comment liền cho em mà số 2. Số 2 mấy chị ha, số 2. Số 2 85k. Comment số 2 giúp em. Số 2 85k nha mấy chị nha, comment số 2 giúp em. Mà số 2 85k. Comment mà 2 giúp em nha mấy chị nha. Mà 2 giúp em nè, mà 2. Comment mà 2 nhanh tay ha. Mà 2 giúp em luôn. Em quăng đồ kiểu qua đây cho em nha. Quăng cho em 2 cọc qua đây. Phê. Phê là này. Rồi. Hôm nay mình thức trễ một xíu nha mấy chị. Mấy chị hôm nay mình thức trễ một xíu nhé. Mong sao cái micro mình có rè nè. Rè là cái chắc cái pin rè. Không còn cục pin nào luôn hả? Còn cục hết pin. Còn cục pin hết rồi. Rồi em bắt đầu lên đồ rồi mấy chị. Mấy chị xem bàn tay lên giúp em nhé. Xe lai bằng tay giúp em nha. Rồi mấy chị ơi, đồ kiểu ha mấy chị. Giá 95k mấy chị ha, đầm giá 95k nha. 99.95 mấy chị. Mua từ 3 đầm được giá 95 nha. Còn một em là 99k. Mấy chị mua từ 3 sản phẩm còn 95k ha. Mua 3 sản phẩm trở lên được giá 95k. Hôm nay hàng ăn đông, hàng siêu chốt luôn mấy chị nha, hàng siêu chốt. Cái nào mà cao giá hơn em sẽ báo ha mấy chị. Đồ hôm nay siêu đẹp luôn. Cái nào thấp giá hơn em sẽ báo nha. Cái nào cao giá hơn em sẽ báo luôn. Cái nào cao hơn sẽ báo, cái nào thấp hơn sẽ báo nha. Còn giá mặt bằng chung là giá 99k mấy chị nha. Mặt bằng chung là 99k. Hàng hôm nay là độc đẹp siêu chất. Độc đẹp và siêu chất nha. Set thì rất là nhiều luôn nha mấy chị. Hôm nay set nhiều luôn nha. Rồi cảm ơn Yumi này để em ghim là 99k trên cái nha. Cái 99k một cái. Cái nào thấp giá hơn em sẽ báo. Cái nào cao giá hơn em báo luôn. Bạn xem mua lê mua cái con xin mua dịch pin cho. Ghim rồi xem mua lê luôn. Rồi cái này. Hello này mua 3 cái 95 luôn ha. Rồi mẫu này. Em lấy mẫu đầu tiên này chỗ không còn cục pin luôn á. Không còn miếng pin. Rồi xếp này ha mấy chị yêu ơi. Xếp này nha cực kỳ chốc. Hàng ăn đông mấy chị phải phân biệt giúp em hàng ăn đông và hàng chỗ nó khác nhau chỗ nào nha. Hàng ăn đông là hàng tuyển. Hàng tuyển mấy chị ha. Hàng đẹp cực kỳ, hàng suốt, hàng tuyển nha. Nói chung là mẫu mà của nó mô đen và nó chạy theo thời trang. Cho nên mấy chị mặc hàng đông không bao giờ sợ bị lỗi mốt mấy chị nha. Cực kỳ đẹp và chất lượng luôn. Đây, cái set này nhìn không là thấy mê rồi đúng không mấy chị? Nhìn không là thấy mê rồi ha. Cực kỳ đẹp, mẫu đây 1m650. Đặc biệt hàng đông thì form nó nhỏ thôi chứ không có to. 53 cân đổ về. 53 cân đổ về mấy chị lưng bo eo. Lưng bo thùng nha. Đó 99.000. Có túi hai bên luôn, comment liền cho em. Lưng bo thùng. Rồi, comment liền cho em mà có nó mặc số 1. Số 1 cái điện thoại cho em. Mà 1 nha, chốt mà 1 cho em. Mà 1 kèm số điện thoại liền cho em nha mấy chị ơi, mà 1 giúp em. Oanh Nguyễn ơi mà 1. Comment mà 1 lên giùm em. Mà 1 nha các tình yêu ơi, mà 1 nha. Mà 1 giúp em. Đây, trời ơi xinh quá. Mấy mẫu đây mình mặc thì không cần phải mặc áo ngực đâu nha mấy chị nha. Mà 1. Mà 1 cho chị anh kim to. Mà 1 chốt cho chị anh kim to ha. À không kia em thấy được miếng pin nào luôn hả? Anh mà 1 cho anh kim to. Rồi mà 2 mấy chị, mà 2 cái màu cho em ha. Mà 2 cái màu giúp em.
Mà hai kèm màu giúp em nè. Mà hai ha. Mà hai kèm màu giúp em có hoa hồng nha mấy chị, hoa đen, hoa rêu. Mà hai này có chìa khóa đằng sau lưng. Mà hai 95.000 nha mấy chị nha. Mà hai chỉ có 95k thôi, nguyên một set ha. Nguyên một set. Mà hai cho em. Mà hai này cho em này tầm 70 đổ về thôi. Còn size M nha mấy chị, size M, size S, size M mà ok. Có túi hai bên. Eo 72 độ, eo khoảng 72 độ về á, 72-70 á, eo 70 á, 1m6 khoảng 50 cân độ về. Chị nào lấy mà hai chút mà hai cái màu cho em. Có bút ngực, mấy chị không cần phải mặc bút ngực nha. Bút ngực, một cặp bút ngực không á là giá của nó là 10.000 rồi. 10.000 một cặp bút ngực rồi mấy chị. Rồi, chị nào mẫu này comment liền cho em mà có đó mà hai cái màu giúp em. Hai này hai hồng nè, rồi hai đen nè. Hai hồng, hai đen. Hai đều. Hai đều luôn. Hai hồng, hai đen, hai đều. Đúng không ta? Mở ra cho chắc. Hai hồng, hai đen, hai rêu giúp em. Ủa, nó bị nhầm rồi đó. Rồi hai này, hai hồng nữa chị. Hai hồng giúp em đi. Rồi nhầm rồi mấy chị ơi. Hai hồng thôi mấy chị ơi. Hai hồng thôi ha. Rồi hai hồng thôi. Cái này nó hơi khác ha. Thôi, để dây nó rè tí cho vui. Rồi mà này mà ba giúp em cái gì khác nha, mà ba cùng ha. Rồi cái cục này nhét thật em cục này sẽ lại được. Nè. Mà ba giúp em nha mấy chị ơi, chúc mà ba kèm số điện thoại giúp em nè. Mà ba kèm số điện thoại giúp em nha mấy chị ơi. Mã số 2 hai hồng, số 2 có một chú Út Hiền. Hai chú Út Hiền. Hai dấu chú Út Hiền nha. Út Hiền là cái cụ đúng không? Rồi, 1m6 50 cân đổ về eo 70. Eo 70 72 để em đo đi. Màu này thì có nhiều màu nha mấy chị, màu này có nhiều màu. Eo 70 đổ về mấy chị ơi, chốt cho em mã 3 nha. Mã 3. Mà ba giúp em nha mấy chị, mà ba. Chị nào lấy ba chút mà ba giúp em 95k mà ba. Út Hiền, Út Hiền lấy mã 2 ok chú ăn nha. Út Hiền lấy mã 2 ok là chú ăn này. Thấy không thể comment số 2 rồi im lặng luôn rồi không biết. Rồi mà ba, mà ba có màu đen, mà ba rêu. Mà ba hồng cho em nha, mà ba đen, mà ba rêu và mà ba hồng giúp em. Mã đen này, đen ba, đen mã đen ba có đen, rêu và hồng này. Chứ lấy mã 3 màu nào comment màu đó cho em nha. Rồi 99.000. 99k mấy chị ha. Chốt cho em mã này là mã số 5. Chốt mã 5 cho em 99k, 1m6 54 cân đổ về. Eo em này là khoảng 74 mấy chị ha. 52 cân đổ về thôi. Tại vì eo của nó 74 nhá. Chị nó lấy chốt cho em mã của nó là mã số 5 đúng không? Số 5 cho em. Số 5 cho chị anh Kim To này. Số 5 cho anh Kim To. Số 5 chốt cho anh Kim To ha. Số 5 cho bà Yumi là hết số 5 nha. Số 5 có 2 chiếc trang kim to với Yumi là hết nha. Yumi và anh kim to hết. Số 5 cho Yumi và anh kim to. Anh ghi đi anh, ghi cho anh kim to đi. Em Dung xinh đẹp nha mấy chị. Rồi em Dung này đẹp quá. Em Dung thiết kế là mấy chị mặc đi chơi đẹp lắm nha. Rồi xinh quá. Bao đẹp luôn, bao đẹp luôn. Chỉ có 99.000 thôi được một em Dung thiết kế như thế này nha. Đó. Co giãn thoải mái không? Cực kỳ cưng nha. Rồi, em này tầm để ok, má 2 cho Út Hiên này. Em này yêu của nó tầm 1m6 khoảng 48 cân đổ về mấy chị HCM nha. 1m6 khoảng 48 cân đổ về. Chị nó ưng comment liền cho em mã của nó là mã số 7 đi ha. Chốt mã 7 giúp em. Mã 7 nha mấy chị, mã 7. Chỗ mã 7 đẹp quá mấy chị ơi. Mà 7 eo 70 thôi nha, chúc mà 7 giúp em. Mà 7 bao chốc luôn. Mà 7 này mặc đi chơi là nhất, đi tiệc cũng được nè mấy chị. Đi tiệc cũng được luôn ha. Alo alo. Rồi chốc mà 7 giúp em đi mấy chị ơi. Mà 7, mà 7 đẹp quá. Chúc mà 7 để lên cái thảo chốt, đẹp quá. Ra mặc đi coi phim đồ đẹp nữa. Rồi 7, chốc 7 cho Nhật Minh nha. 7 cho Nhật Minh. 7 cho Nhật Minh luôn. 7 cho chị Yumi nữa là hết 7 nè. 7 cho Yumi này là hết 7 ha. 7 cho Nhật Minh, 7 cho Yumi. Mấy chị vừa coi và xem live stream giúp em nha. Vừa coi và xem live stream giúp em nè. Wow, cái bộ thiết kế này đẹp quá. Xịu luôn á. 1m6 52 cân đổ về nha.
Cái áo không là đã 90.000 rồi. Cái áo của nó không là 90.000 ha, shop bán là 180 rồi nhé. Đây, rất là đẹp luôn nha mấy chị, cực kỳ xinh luôn. Như một set thiết kế như thế này, trời ơi xinh quá mấy chị ơi. 99k mà được cái set này ha, chắc xỉu luôn á. Xỉu luôn nhé. Rồi chị ơi, màu này comment mà sọc giúp em đi. Mà sọc này mét 652 cân đổ về ha. Cực kỳ xinh như 74, mét 652 cân đổ về. Comment sọc giúp em, trời đẹp quá. Chọc bao tiền? 99.000. Có 99.000 thôi. Rồi, đấy rồi. 99.000 thôi. Rẻ ơi là rẻ. Sọc cho chị anh kim to nha. Sọc cho chị anh kim to. Hôm nay là em đang like rồi cho chị anh kim to đấy. Hôm nay like cho anh kim to lửa nha. Rồi, mấy bữa chị anh kim to không có chốt được. Buồn. Hôm nay tha hồ cho chị anh kim to chốt. Cái này nó cũng có còn miếng pin nào đâu Giang. Cái thui. Vậy hả? Ừ. Vậy à thôi, còn một tí mình cuối cùng chốt lại em nói mất xài mất rồi đấy. Đây, cái cuồng nó mới chị. Em nên bỏ ra đi, em nói trong bình thường được mà, em nói thật đó. Em đau hỏng quá. Ngày mai không có chút gì gì. Liên quan. Có. Không. Có. Không. Hỏi mấy giấy rồi. Cái này là do dùng sức mà đâu. Không có liên quan. Sao anh không nhắc lại cho em đi? Eo 74 mấy chị ơi. Nhắc. Eo 74, quần giá của nó là 60k. Quần chín tấc. Quần chín tấc 60k nè. Quần tây chín tấc 60k. Eo 74 đúng không? Comment cho em mã rêu. Rêu quần rêu này. Quần tây chín tấc eo 74 này. Chị anh kim to mặc đẹp này. Mã rêu nha. Đẹp mà bó tay rồi. Mấy chị nói mà em nói chuyện bình thường vẫn nghe mà. Hát vét thôi mấy chị. Em hát lên mấy chị nghe chứ em à. Không, em nói bình thường vẫn nghe bình thường. Em nói hồi nói bị nói nhỏ xíu. Rêu cho chị anh kim to này. Em nói một hồi là bị nói nhỏ xíu à. Đấy. Đúng rồi, do em chị là do anh. Đúng rồi, em có bình thường đi. Em có bình thường, giống như anh mới giật tiền em ấy. Trả tiền đây. Rồi, chị nào lấy cái vest thì comment mà vest giúp em nha. Mà vest nha mấy chị ơi, mà vest 65k. 60k cho mấy chị luôn đi, 60k chốt mà vest cho em. Mà vest 60k. Comment mà vest giúp em nè. Vest 60k. Vest giúp em. Vest 52 cân đủ về ha. Chị nào lấy vest comment mà vest giúp em nè. Mà vest 60k đúng không? Vest sale có 60k rẻ ơi là rẻ. Vét 60k cho chị anh kim to luôn này. Hôm nay là chị anh kim to được thầu mà hot này. Đầm cầu vồng nha mấy chị, đầm cầu vồng ha. Vét 60k cho chị anh kim to nha. Cái này mấy chị mặc du lịch đẹp. Kia rồi, yên tĩnh nên nó mới đổi thêm cái nón. Mấy chị đổi thêm một cái nón mà nó hơi lệch đó, đi chơi đẹp lắm nha. Rồi, chị nơ màu này comment cho em mã của nó, mã số 2. Chút số 2 giúp em. Như hôm nay mạng chị ở chị anh kim to ngon này, thấy vừa đọc xong là comment lên liền này. Mã 2 giúp em luôn, mã 2 đẹp quá. Mã 2 nha các tình yêu ơi, chúc mã 2. Nóng. Mở cửa mở lạnh đi. Chúng ngu. Chúc mã 2 giúp em nha, hôm nay chúng ngu. Chị nào lấy 2 chúc mã 2. Đầm body nha mấy chị. Một chiếc body cực kỳ xinh. Rồi comment cho em mã body. Chị nâng body chốt mã body giúp em nha. Chất đẹp lắm, đẹp dã man luôn. Body. Body thì 50, dây khóa đằng sau lưng 55 cân đổ về ok luôn. Và 42 cân đổ lên ok mấy chị ha. 42 cân đổ lên và 55 cân đổ về, comment mã body giúp em. Chất thun xình, co giãn tốt. Comment mã body giúp em. Body. Body cho chế Hiền Nguyên này. Body cho Hiền Nguyên. Body còn không? Body còn. Chốt cho Yumi luôn ha. Camera nó mở em ơi. Camera bị mở. Mở là do mạng rồi chị ơi. Thôi còn body không. Body cái này cho Yumi Nguyên hết rồi. Rồi màu này một cái body nữa. Màu hồng. Mặc lên cực đẹp nha mấy chị nha. Mặc lên đẹp ngất ngây màu luôn ha. Màu này là màu hồng tím. Màu hồng tím. Đây màu mặc này mấy chị. Mặc sẽ cong như mẫu nha.
ba vòng mấy chị sẽ cong như người mẫu ở trong hình nha mấy chị nha. Mặc dù vòng em mình có 80 đi chăng nữa thì mặc vụt và rất là cong. Rồi, mẫu này dây khóa đằng sau lưng nó có tay, đi làm vô tư. 1m6 khoảng 50, để coi dạng này mấy chị. 1m6 khoảng 55, cân 56 cân đổ về ha. Mà comment mạng cho em mã số 7, à, số 70 chứ. Mã số 70, màu hồng tím rất là đẹp nha mấy chị nha. Chốt mã 70 giúp em nha, mã 70. Màu hồng tím cực kỳ cưng. Mã 70 giúp em, body hồng. Anh kêu tao body hồng. Mã số 70 cho chị anh kim to này. 70 cho anh kim to, 70 cho Yumi hết. 70 hết. Rồi tiếp nha mấy chị. Thật hôm nay màn cho anh kim to ngon này. Vô mắn. Rồi mẫu này ha, mẫu này là mấy chị mặc như thế này nha. À, để bướm bướm thử đi. À quên hỏi bà Yumi, hôm kia Thảo gửi hàng Yumi nhận được chưa vậy? Yumi nhận được hàng chưa? Rồi mẫu này nhé. Gửi xe chắc là nhận được rồi chứ chưa nhận được bà là làm rồi. Gửi xe bà chắc bà nhận rồi ha, chẳng thấy bà nói. Rồi mẫu này, quốc ngực bên trong như vậy và khoác bên ngoài như vậy nha mấy chị nhé. Kia dạng Zoom hả? Dạ. Chứ kia quần hay là bà? Trong đây là Zoom. Là Zoom, Zoom còn cái khoác ngoài bên ngoài như thế này. Hình mẫu mặt đâu ta? Hình mẫu mặt ha, chưa chụp, quên chụp rồi. Có, đúng rồi, đã nằm chồng nào ta? Anh Giang cục lộn xộn rồi. Màu này có nhiều màu luôn á. Em vứt rất là lộn xộn nên anh cố. Màu này có nhiều màu luôn. Kìa, hồng với xanh kìa. Đó cho em. Đâu? Cái này hả? Phải không? Đây ha mấy chị. Đây, chị nào ưng màu này comment cho em mã số 6 kèm màu nha. Mà 6 cái màu giúp em. Màu này 54 cân này. 54 cân đổ về màu ok nha. 54 cân đổ về màu ok. Comment cho em mà cái màu nha mấy chị. Màu hồng, màu xanh và màu đen. Cái em nó khoác là màu đen nha. Hồng, xanh, đen. Mà số mấy? Số 6. Số 6 hồng, xanh, đen giúp em. Comment số 6 hồng, xanh, đen nha. Một cái dùm cúc ngực bên trong và một cái khoác bên ngoài ha. Comment cho em. Mặc màu đen lắm mấy chị ơi. Màu đen cực kỳ. Comment cho em mà số 6 cái màu nha. Cho mấy chị coi lại ha. Có hồng xanh đen nha, đây nè mấy chị, một cái cúc ngực zoom như vậy và một cái áo khoác bên ngoài như vậy ha, rất là thể thao model luôn. Rồi comment mã 6 kèm màu giúp em nha. Mã 6 kèm màu giúp em. Mã số 6 kèm màu cho em nha. Mã 6 kèm màu giúp em nha các người yêu ơi. Comment mã 6 kèm màu giúp em nha. Mấy chị ơi, xe lai chim mảnh tay vô giúp em đi. Xe lai mảnh tay giúp em ha. Dạ. Ừ, chết đi được. Đẹp chết đi được. Wow, thêm một set thiết kế nữa rất là xinh nha. Đâu, đẹp không? Thực chết đi được. Chết đi được luôn. Ờ, Yumi nhận được hàng rồi hả? Ok, rất đẹp quá rồi, thêm mà bà. Rồi mẫu này nha. Tranh thủ mà bán đi. Sắp Tết rồi tranh thủ bán. Rồi chị nào ơi, cái set này comment cho em mà của nó là mã số 18. Chốt 18 giúp em. Mấy bên nữa là chắc chị sẽ biệt tâm. Rồi mã 18 giúp em nha mấy chị ơi, chốt 18 giúp em này. 18 quá đẹp luôn ha. 18 đẹp giả mang luôn á. À, chị anh Kim To biệt tâm buồn lắm nha. Chị anh Kim To mà hết kem vẫn nhớ đặt kem nha chị. Có biệt tâm cả kem nha. Rồi cho 18 giúp em. 18 là 3 kiếm mà vừa không? Không. 18 tầm 54 cân đủ về thôi. Mít 6 54 cân, eo 74. Kiểu này là nhớ Giang với Thảo sao chịu nổi ta. Gọi điện cho em thường xuyên nhá, video call cũng được. Không sao sất. Em cũng nhớ chị nữa. Mà số 8 đúng không? Mà 8. Dành chân to nó một hồi em khóc mất. Rồi mẫu này nha. Phòng anh được 1m6 không em ơi? 1m6 thì mới vừa nha em nhá. 53kg đâu phải 1m6 nha. 18 thì chị Yumi một set nha. Còn một set cho ai đây? Còn một set cho ai? Phạm Anh hả? Ừ. Okay. Cho em đi nhưng mà không biết là
một cái này là set này là 53 kg là phải 1m6 nhé, 53 kg là 1m55 là không có vừa em nhá. Chị nó lấy bi, comment mà bi giúp em, mà bi nha mấy chị, mà bi. Dạ. Ok. Để cho cho Phạm Mai Mai số 8 nha. Set này. 18 mà. Ừ thì 18. 18 cho Phạm Mai Mai cho Yumi là hết nha. Ồ 18 hả? Ừ. Ok. Rồi chị nó lấy bi chứ mà bi cho em mà bi 1m6 50 cân mấy chị nha. Mà bi 1m6 50 cân, 1m55 46 cân. Comment mà bi giúp em. Chị nào lấy bi chúc mà bi giúp em ha. Mà bi. Ngày mai chủ nhật rồi mới chế kia có ghé em lấy đồ không? Chế Hiền có ghé không? Một mét. Ok Phạm Anh này. Mà bi giúp em nha mấy chị, mà bi. Cái set này nha mấy chị nha, cái set này ha. Bi. Bi đâu rồi? Lại bi. Sao? Cái này đúng gọi là bi huyền thoại. Đến sao chị? Ba chấm đúng không? Trời ơi, set này sẵn quá à. Quần tay, set quần tay cực kỳ. Chấp với mưa lụa mấy chị. Đẹp cực kỳ luôn. Eo em này 76-75 đổ về. Eo 76-75 đổ về 1m6 khoảng 54 cân. Túi hai bên rất là xịn. Đây là một cái quần tay nha mấy chị nha. Có một size quần M tay không cực em xịn luôn. Đây, tầm size, size M. Tầm size L ha. L M. Em L, eo 74 size L. Đâu rồi? Đâu rồi? Thêm 72. Đây là cái khóa sau lưng nha. Rồi chị nó lấy màu này cho mấy liền cho em nè. Màu đen có nhiều màu á. Set đen cho chị Yến nha, Trương này. Bi cho chị Thắm Nguyễn với 338 này. Set đen cho Yến nha, Trương. Còn nhiều màu nữa. Mấy năm cọc nào rồi. Rồi. Cái nào, cái như nào, như nào. 3 sao. Thấy chưa, tại em. Cái này cũng sao hả? VIP mà phải đánh dấu sao. Hàng VIP mà. Hàng mắc tiền. Caro, caro. Caro của VIP. Caro của VIP nha mấy chị. Đến nay trời, em ghé buổi tối nha anh. Ok, tối mai ghé em nha. Mai chủ nhật đi lễ nha. Ừ. Anh đi lấy nhá, khi nào muốn chuẩn bị đi thì điện thoại báo anh trước nha. Nếu mà ghé được ghé buổi tối là phải sau 8 giờ nhá. Còn ghé ban ngày thì trước 5 giờ nhá. Cái này đảm bảo chị ăn kim tao thích luôn. Màu đen có hai màu. Set nào có set chống set đen để chị cái đi, set đen là như thế nào? Có cái set đen bên này. Đúng rồi không? Có nha, không. Nó còn nhiều màu lắm, em còn cái set em còn nhiều màu quá mà biết giờ nó cột cái cột nào nữa để em gỡ hết cột ra em xem nha. Rồi, cái này nha mấy chị. Chị nó lấy cái đầm này comment liền cho em mà của nó. Đó là sao? Comment mà 4 cho em. Mà 4 là 1m6 khoảng 54 cân đổ về. Comment mà 4 giúp em, chỗ mà 4 đẹp quá, 99.000 mà được cái đầm như vậy đó thật. Em nói thật mấy chị ơi, mấy chị không thể nào mua được luôn cái đầm này với giá 99.000. Quá đẹp. Mà 4, comment mà 4 cho em. Mà 4 giúp em liền. Comment nhanh tay mấy chị ơi, comment nhanh tay khách nhà em quay lại mua nhiều lắm tại vì nó quá đẹp đi ha. Mà 4 giúp em nha. Có 99.000 thôi ha. Mắt có 4 cho Zoomy Nguyễn nè. Mấy chị xe giúp em đi. Khuya rồi cho nên mấy chị xem bàn tay giúp em nha. Để em lên đồ thật nhiều cho mấy chị. Hôm nay là ngày mai em mới lên tiếp được. Anh ở quận 12 Sài Gòn nha. Quận 12 Sài Gòn nha em nha. Trời nó đẹp quá, trời ơi, nó theo này nó mới cá rồi, trời ơi, đẹp quá. Tại sao có dây khóa luôn mấy chị. Quá đẹp luôn, nó không đẹp thì nó quá đẹp nha. Quá đẹp, quá đẹp. Trời ơi, đầm nó đẹp ghê hồn á. Đẹp mà ghê hồn luôn á. Đẹp mà mất hồn luôn á. Ghê vậy luôn. Phải chắc offline mai lên sớm đi. Đúng rồi, không biết. Hay là offline mai lên sớm đi. Chả anh Kim To chắc không chịu đâu. Eo 74. Mai lên sớm cho đông người. À, giật đồ cho nó vui. Chế anh Kim To đang mặn đang ngon nè. Mai mặn yếu nó không chốt được buồn đấy. Có múc ngực luôn, có múc ngực. Comment liền cho em mà đẹp. Mà đẹp chứ chị ơi, chúc mà đẹp cho em. Chỗ quá đẹp luôn, nó không đẹp thì nó quá đẹp. Mà đẹp giúp em có tình yêu ơi, mà đẹp. Chỗ đẹp quá, đẹp quá. Theo luôn, theo luôn. Cái này phải trăm. Cái này là xỉ, phải xỉ 108. An Đông bán phải 300. Khi mà chưa sale là phải bán cả gần 300.000 đó mấy chị. Rồi comment mã cho em liền nha. Mà đẹp, mà đẹp. Đẹp cho chị Yến nha, Trương này. Đẹp tí nha, Trương.
Đẹp cái gì nha Trương? Đàm anh hết rồi nha Nhi Eli ơi. Đẹp lắm tao màu hồng. Chị nói lấy đẹp hồng comment mà đẹp hồng cho em. Đẹp em còn màu hồng nha. Chị nói lấy đẹp hồng comment mà đẹp hồng cho em nha. Mà đẹp hồng. Đẹp hồng luôn mấy chị. Đẹp còn màu hồng thôi nha. Ai lấy đẹp hồng comment mà đẹp hồng cho em nè. Đẹp hồng ha. Em đang kiếm. Đẹp không? Phân đồ, phân gì đâu. Ở đó không có. Nó có một màu thôi. Cái gì? Ở đó nó một màu mà. Cái bộ đó nó một màu. Mét 6-50 cân đổ về nha chị ơi. Chị quên hết rồi. 1m55. 1m55 khoảng 45 cân. 45 cân đổ về nha. Chị nói ông bộ này comment mà sọc cái tem này. Mà sọc cái tem. Mà sọc luôn nha. Đẹp không? Thắng Nguyệt ơi, Thắng Nguyệt nó đẹp hồng hả? Thắng Nguyệt comment nó chịu gì vậy? Đẹp hồng cho Thắng Nguyệt nha. Thắng Nguyệt đẹp hồng comment lại được kìa. Ừ, Thắng Nguyệt. Em bắt cười Thắng Nguyệt comment điện sai của bé có thấy cái chữ gì á. Không bắt đầu em đọc về từ D-L-L sắc. Rồi nhớ chị nó lấy sọc chú sọc cho em. Gieo hồn. Gieo hồn. Rồi comment mà sọc cho em nha. Mà sọc 95k. Comment mà sọc giúp em. Giờ mình biết đó, bà xã mình cũng được. Comment mà sọc. Đầu óc đi tối thôi. Chứ chả thua ai đâu. Sọc nên 95k ghi chữ 95 một cho em. Sọc 95k. Sọc 95k cho Pan Bơ Quỳnh này. Thế Pan Bơ Quỳnh thì quen quen. Wow. Pan Bơ Quỳnh thêm mấy Pan Bơ Quỳnh để lại khi cái quen mà khi không có số điện thoại địa chỉ sao chỗ ta khách mới chỗ người khác đi. Ok sao cho Út Nguyễn bà Xuân Quỳnh tiếp bà buồn ngủ rồi bà dùng em ngủ rồi mới chết sao cho Út Nguyễn này hình như Út Nguyễn hôm qua chốt hàng với nhà anh rồi đúng không em. Út Nguyễn là Mai Hiền đi chung với Hiền phải không nhờ. Út Nguyễn 6348 này. Trời ơi cái này mặc nó đẹp mút xỉu luôn mấy chị đuôi cá nha. Cái màu đầm này mặc xỉu luôn á, đẹp xỉu nha mấy chị. Đẹp xỉu không mấy chị ha. Màu này mặc là mấy chị đảm bảo mấy chị mặc đẹp xỉu luôn á. Có hai màu, màu vàng với màu đen. Chị đã lấy chốt cho em mà 10 vàng 10 đen cho em. Trời ơi đẹp ghê hồn chưa. Đẹp giả mang không. Cái này mặc em mặc nó bị xinh luôn á. Để đôi eo đi, đôi eo đi nha. Sọc, sọc chốt cho Út Nguyễn nha. Út Nguyễn nó mà nếu anh đúng hôm qua chốt hàng bên em rồi thì ok cho em nhé. Còn chưa thì cho em xin đi, xem địa chỉ nha. Em 74 đổ về mấy chị ơi, em 74 đổ về. Mới đọc máy gì á nhờ? Máy gì á nhờ? Mà em bị lát rồi hả? Em mới đọc máy gì mấy chị nhờ? Thôi comment cho em đen, đen với vàng đi. Chút đen với vàng cho em đuôi cá nha, đẹp vô cùng luôn mấy chị ơi. Body ha, body đuôi cá nha mấy chị, mặc đẹp lắm nha. Chốt cho em mà của nó mà đen với lại đen với vàng luôn đi, chốt đen vàng cho em. Đen vàng ha, chốt đen vàng cho em. Có nghĩa là đen, lấy đen chốt đen mà lấy vàng chốt vàng giúp em ha. Thầm Bơ Quỳnh là chốt chung địa chỉ với em luôn đó anh Giang. Thầm Bơ Quỳnh là chốt chung với thầm Mon Nóc lại giùm em ấy. Yumi Nguyễn một cái đen và một cái vàng này, ok. Ok này, về Ban Bơ Quỳnh cứ chốt nhé. Ngày mai để chị anh kế xong anh chốt cho nha em nhé. Tại vì không thấy không có số điện thoại nên anh chưa chốt được nhá. Nếu đi chung với cả Phạm Anh thì cái sau anh chốt cho em nhá. Để anh nốt lại này. Rồi dâm mâm mấy chị. Kiếm em nói thật không có nhưng mà không biết em có nhầm với cái lọ. Đen cho tôi hoài một chiếc. Không biết có nhầm cái lọ. Đó nó đó. Chính xác nó. Cái cam đó. Có đâu. Bố ai mà. Giấu cái cam đi hả ba. Ừ. cái vàng phải không? Không biết. Không phải. Phải không phải. Cam thôi. Rồi. Cái đen cho chị Thu Hoài một chiếc luôn ha. Một cái body đen cho chị Thu Hoài luôn. Rồi còn cái vậy là em chỉ còn một cái vàng thôi. Ngọc Mai kêu anh. Được kêu rồi. Anh huấn chị biết rồi nha, không phải okay. Nữa. Ok. Chị nói lấy zoom chút mà zoom giúp em. Mà zoom nha mấy chị. Mà zoom nha 70, 1m6, 50 cân.
chị nói lấy dung chút mà dung giúp em 1m55 hoặc 46 cân nha. Chốt dung giúp em này mà dung ha. Mà dung, dung sọc. Dung sọc cực xinh nhắm chỉ 95k mà dung sọc 95k nha. Chị nói lấy dung chút mà dung giúp em này. Dung sọc 95k cực xinh đẹp luôn, chút mà dung giúp em. Dung luôn nhắm chị mà dung. Chị nói lấy dung chút dung luôn ha. Mà dung giúp em. Dung sọc cho mấy chị ơi, dung sọc cho máy, dung sọc kèm số điện thoại cho em là mấy chị ơi. Rồi, 89.000 luôn này mấy chị, bộ này 89k ha. Dung sọc 89k hả? Không không, dung sọc là 95k. Đâu, cái nào? Dung sọc là cái nào vậy? Cái này nè. Cái đen này mấy em chốt cài đúng không? Đây nó cho chị... Sao em không ghi? Thu Hoài. Đen cho Thu Hoài. Không có vàng Thu Hoài ơi, nó là vải vàng von hai lớp mà nó có dây khóa sau lưng. Cho nên Thu Hoài yên tâm nha, có dây khóa sau lưng, đảm bảo Thu Hoài vừa nha Thu Hoài. Nó là dạng vong mềm cho nên Thu Hoài yên tâm, mặc cực kỳ đẹp luôn. Rồi mẫu này. Chiếc này là zoom sọc đấy hả? Dạ. Chiếc nào là zoom sọc không ta? Có chiếc nào lấy zoom sọc, comment zoom sọc kèm số điện thoại cho em nha. Rồi chị nói ứng mẫu này nha, chị nói ứng mẫu này. Mẫu này là em cùng có hai túi hai bên rất là xinh ha. Túi hai bên rất là xinh luôn, kèm với em máu nha chị em... kèm với em máu rất là đẹp nha. Đưa cái cam kia cho chị anh Kim To nào, chị anh Kim To có lấy không? Anh Kim To ơi, xếp cam này, xếp giống vậy mà màu cam ok dùm em một cái nha chị ơi, màu cam nha, ok dùm em một cái nha. Lấy ok dùm em nha. Lấy ok dùm em một cái nha, thôi em offline mai lên tiếp lắm chị ơi. Trễ rồi, 11 rưỡi rồi ha. Off cái phim, mai lên tiếp. Đây, sáng mai em lên nha mấy chị, sáng mai, à không, trưa, trưa mai, trưa mai tầm 11 giờ đi. Hả? Mai em có nhà rồi đấy. Mai chủ nhật má. Đúng rồi, mai đi gửi kìa, ai gửi cho, ai đóng cho. Ừ. Anh sớm đi. Em like chưa lộn má. Rồi, chị nói lấy set này 89.000, comment liền cho em mã của nó là mã số 3 đi mấy chị ơi. Chốt mà 3 đi. Tiên luôn rồi. À, chị Hương Lily lấy dung sọc nè. Chị Hương Lily dung sọc, chị Hương Lily cho em xin thêm địa chỉ nha chị ơi. Chị Hương Lily cho em xin thêm địa chỉ này. Chị anh... Chúng to cái cam đất trinh ghế là xếp chống xếp đen nãy phải không? Rồi, chị nói ơn cái xếp này 89.000. Comment liền cho em mã của nó là mã số... Mã số 3 đúng không? Chốt 3 kia. Chả biết nữa. Zoom xong cho chị Hương Lily nha. Chị Hương Lily số điện thoại đôi 3002 nè. Chị Hương Lily cho em xin thêm địa chỉ nha chị ơi. Em lấy cam chị ăn Kim To rồi nha chị ăn Kim To ơi. Rồi, chị nào lấy số 3, chút số 3 cho em. Số 3 có màu màu xanh lá. Số 3 có màu xanh dương. 3 xanh dương, 3 xanh lá. Rồi mà có, 3 có, ok em, ok chị anh Kim To. Rồi mà 3 màu xanh lá, xanh dương, màu đầu đô. Màu đầu đô này nha mấy chị, mà 3 đầu đô. Chị nào lấy màu gì chút mà 3 màu đó cho em nha. Mà 3 chế nào thích màu nào comment màu đó lên cho em. Có là em chốt liền nha, không có em chịu thôi. Chị Gia Bảo ơi, mà 3 màu xanh hả? Em chốt 3 xanh cho Gia Bảo nha. 3 xanh cho Gia Bảo. Gia Bảo cho em địa chỉ cho Gia Bảo ơi. Gia Bảo. 3 xanh cho Gia Bảo nè. Gia Bảo khách cũ mà em. Gia Bảo khách cũ hả? Ok luôn. Rồi 3 em có màu đầu đô này nè. 3 đầu đô hả mấy chị ha. 3 đầu đô, 3 trắng luôn. Ba trắng, ba đen. Ba đen ha. Rồi ba xanh, ba trắng, ba đen. Chị Hương Lily có địa chỉ này, cảm ơn chị nha. Chị Hương Lily có dung sọc nha. Công ty Sài Gòn 3 khu công nghiệp Việt Nam tại Bình Dương này. Ok chị nha. Chị Hương Lily nhấn theo dõi cho em đi. Có gì mai em lên giúp chị chọn thêm về em đi đơn này. Ba đỏ đô cho anh Kim To, ba xanh cô ban cho Hiền Nguyễn, ba xám cho Du Minh Nguyên. Còn chế Gia Bảo lấy mã 3 màu gì nhở? Ba xanh luôn hả? Búc em đâu rồi nha nhở? Dục lên cho nhanh tốt nha. Ba đỏ đô đâu? Ba đỏ đô cho chị anh Kim To. Ba xanh chị Gia Bảo. Ba xanh cô ban cho Hiền Nguyên. Ủa ba xanh Gia Bảo thích xanh cô ban cho Hiền Nguyên. Em? Hả? Em có thấy Gia Bảo không ba xanh đâu? 0129632453 số 3. Không phải mà ba là gì? Nhưng mà phải ba xanh đâu. Em bảo ba kèm màu, một đống màu á. Ba xanh lá, ok. Rồi. Ok, vậy Kim To lấy ba trắng. Ba Kim To lấy ba trắng. Lấy hai cái luôn đi chị ơi. Chị anh Kim To ba trắng này.
Yumi ba xám là hết. À, Gia Bảo ba xanh lá này. Chị lo đến ba màu gì nữa, comment mà ba màu cho em lên luôn nha. Gia Bảo 3453 này. 89.000 nha. Cái nào? Cái này 89.000 đúng không? Ok. 89k hết. Ok. Rồi set này. Chị Lo ơi, set này comment mình cho em. Nhiều ký vừa. Đến nhiều 6, ký. 54 cân đổ về. Cái set này bao nhiêu ký vừa? 54 cân đổ về vừa hết. 54 cân đổ về là vừa nên chị Hiền Nguyễn ơi, chị Hiền Nguyễn là đấy, ok giúp em nhá. Cái quần nó thoải mái lắm. Cái này quần đẹp như nhau. Rồi, chị nào lấy mẫu này comment 89.000, comment liền cho em mã này là mã số 7. Em biết cáo này rồi. Mã số 7. Trong cái clip ạ. Chúc mà 7 cho em nha, mà 7. Trong clip á. Ok. Rồi mà 7 cho em. Ok, chế Hiền Nguyên cho mã xanh 3 xanh của ban nha. Mà 7 cho em nha, chúc mà 7. Chị đã lấy 7, chúc 7. Cùng mã hả? À, đúng không? 7 với màu khác. Nhớ là bộ xanh bên phải. Ơi, đây, cho xem lại bộ xanh. Pan bơ Huỳnh lấy mã 7 nè. Mã số 7 cho Pan bơ Quỳnh nè. Đây nha người đẹp. Khách nào mình đã biết là mình chốt hàng rất là lẹ, chỉ có một thế nào mình không biết cho mình hơi khó chốt hàng thôi. Chứ Pan bơ Quỳnh thấy thế nhà em cũng mấy bữa nay rồi. Pan bơ Quỳnh này chung với cả Phạm Oanh này. Nó giống nhau hết, mấy chị màu khác nhau thôi ha, giống nhau hết màu khác nhau thôi. Ủa, cái này nó có, cái nó này có cái này có 89 không? Dạ. Cái này không. 89 luôn. 89 luôn hả? Ok. Của chế Pan bơ Quỳnh là 89k nha chơi. Xanh lá đây nha người đẹp ơi. Xanh lá. 7 đỏ đi xin. Anh. 7 cái má 7 đỏ, 7 thì có màu đỏ không? Không. À 7 chỉ có một cái duy nhất. Má 7 chỉ có một set duy nhất nha Pan bơ nha. Còn cái má đỏ kia là cái má hồi nãy là má 3 đây đỏ em ơi. Đỏ là má 3. Ba đỏ đây. Mấy chị có thể vô trang cá nhân em xem hình mẫu mặc nha, cực kỳ xinh nha. Em mặc cũng đẹp nữa mà em không có thời gian mặc nè. Em không có thời gian mặc ha. Giờ khuya rồi bán cho chơi cho vui thôi, mai lên nha. Ừ, em móc cái bọc của em thì nữa rồi. Dạ. Nè. Vậy hả? Nè. Mấy cái đá ra chuẩn bị ốp nè. Xanh cho Thảo Nguyên Xanh hả? Thảo Nguyên Xanh là cách chủ ơi, cách mới em ơi. Cách mới có sự này đầy đủ đây, chị em mới chốt được nha em nha. Cái nào dành với thêm được đúng không? Nhiều lắm rồi đấy. Bốn con gái rồi đấy. Mẫu này 57 cân, 56 cân đổ về mấy chị ha. Eo 76, 56 cân đổ về. Chị nào ơi, màu này nó bị dơ một xíu mấy chị. Màu này ở bên hai bên này nó bị hai chấm dơ một chút nha. Đây nè, chấm mờ mờ nhỏ nhỏ mấy chị giặt thì nó ra nha. Em sale luôn mấy chị ơi, sale 89 cho mấy chị luôn. Sale 89k. Chị nào ơi, chốt cho em mã đầm. Chốt mã đầm giúp em ha, ba xanh hả? Không biết, Thảo Nguyên Xanh với ba xanh không biết. Hôm nay Thảo Nguyên Xanh với ba xanh. Tối thứ bảy nó vậy chị ơi, tối thứ bảy ấy. Còn Zoom không em cho chị Hương Lily. Chị Hương Lily nhắn theo dõi phay em đi. Sáng mai em vô còn nhiều xanh lắm nhé chị ơi. Ủa chị Bang Mơ Quỳnh là sách cũ anh này. Anh chị Bang Mơ Quỳnh là chị bị nhầm mã đúng không? Không biết nữa em ơi. Chị bị nhầm mã rồi hay sao á? Mà 7 chỉ có một ship một thôi. Nhưng mà chị lấy đỏ xong rồi chị lấy trắng. Hỏi coi phải lấy cái này. Chị Bang Mơ Quỳnh ơi, nhớ chị bị nhầm mã đúng không? Rồi Thảo Nguyên Xanh chốt mã xanh cho chế nè. Xanh lá phải không chế? Đúng rồi. Ba xanh lá đúng không? Bên anh á. Tất nhiên. Rồi chế nó lấy đầm, chút mã đầm giúp em đi mấy chị. Ba xanh lá cho chị Thảo Nguyên Xanh này. Mã đầm 89k. Chút mã đầm giúp em. Mã đầm giúp em ha. Mã đầm. Chút mã đầm giúp em nè. Mã đầm nè. Mã đầm ha. Bao nhiêu tiền nhỉ? Dạ đầm là 89k. Mà đầm 89k. Mấy chị nào mới chốt được ít sản phẩm nhấn theo dõi thay em nhá. Sáng mai em lại lên nhá mấy chị nhá. Sáng mai em lên tại giờ cũng trễ rồi này, 11 giờ này.
Mấy chị ơi, lấy má 7 luôn chị. Đúng rồi, đâu đâu má 7 của ba Bắc Quỳnh cho ăn nào. Vậy là má 7 với lại má không, không, hỏi, hỏi đi xem có lấy má 3 không. À, Quỳnh ơi, Quỳnh lấy má 3 không? Má 3 là cái set đảo đô á, Quỳnh lấy không vậy? Má 3 là cái set mà cổ nó xéo á, hai dây cổ nó xéo với nhau á. Màu đảo đô nè, hai dây nó cổ nó xéo với nhau á. Lấy thì chốt luôn ha. Ngày mai chạy trên tàu chốt tiếp nha chị. Ok Hiền Nguyễn nhé, mai chốt đi thứ hai mới đi đơn được. Thứ hai đi đơn cho nhé Huyền. Nha Hiền Nguyễn nhé, cứ mai chốt thêm rồi thứ hai cái gì nhiều nhiều đi đơn cho nhé. Chị ơi Kim tôi, em sắp xỉu rồi, mai lên đi chị, năn nỉ luôn, ngày mai lên nhé. Chứ ngày mai dành một ít thời gian để vào like em thôi. Đó. Đây đỏ đi ha, mà ba. Ba đỏ 89.000. Dạ, không chị, ok. Mai chờ tiếp. Ok, chị Mai Trang, mai nhớ vô chọn tiếp dùm em. Mấy chị Mai nhớ vô chọn tiếp dùm em nha. Rồi bây giờ em xin phép được offline với chị ha. Em xin phép được offline. Rồi, chúc mấy chị buổi tối ngủ ngon nha. Ngày mai mình gặp lại mấy chị ơi. Tối nay em lên chưa hết đầm len nữa, lên chưa đã, ngày mai em lên đầm len tiếp. Chứ ngày mai em lên set đầm hàng An Đông nha. Rất là đẹp luôn. Rồi ngày mai mà áo len về kịp thì em lên áo len luôn, còn không kịp thì tối ngày mai lên áo len nha mấy chị nha. G9. Chúc mấy chị ngủ ngon. Yêu mấy chị. Yêu.